Đại ca, mau cứu em với. Đại ca, đại ca. Chú Long, sao vậy? Bị ba tôi đuổi khỏi Quả Thần Bang, bây giờ làm ăn ngày càng lớn, sao có thể ức hiếp em trai tôi vậy? Làm trưởng bối ức hiếp tiểu bối thì không tốt lắm đâu. Tới đây, lục soát đi. Hào Kiệt không sao, chút nữa sẽ về nhà thôi. Ba còn đang chờ em tham gia lễ khai trương trong nhà. Em không muốn tham dự bất kỳ lễ khai trương nào đâu. Anh mau kêu họ thả em ra đi. Em không chịu được, không chịu nổi nữa. Chú Long, lập tức đưa đám anh em của chú rời khỏi Thượng Hải, thả em trai tôi ra. Đường Hào Cường, nay cậu cũng đã tới, tôi cũng biết hôm nay tôi không có cửa thoát, gặp phải xui xẻo. Tôi uổng công làm việc thay người, nhưng tôi có thể nói cho cậu biết, tôi sẽ không xin cậu tha cho tôi con đường sống đâu. Chú Long, lăn lộn trên giang hồ khó tránh có lúc phản bội. Tôi nghe hiểu ý của chú, chịu sự ủy thác của người khác. Như vậy đi, người kia cho chú bao nhiêu, tôi đưa theo, còn cho chú thêm 100 ngàn. Nói cho tôi biết tên của người kia, chú thấy sao? Cậu có thể tha cho tôi sao? Tôi vận chuyển đạn dược cho người Nhật, ba cậu xém chút đã lấy mạng tôi. Đường Anh Minh lúc nào chừa đường sống cho người khác? Lần trước không phải đã tha cho chú rồi sao? Nếu không phải tôi xin thay chú, bây giờ có lẽ chú đã ở dưới đáy sông Hoàng Phố rồi, đúng không? Nói ra thì chú năm đó cũng giúp ba tôi có được thiên hạ. Có một điểm chắc chú biết rõ, ba tôi hận nhất người khác làm việc giúp người Nhật. Chú đã giúp, nhưng ông ấy niệm tình xưa nên không ra tay với chú. Bây giờ cửa hiệu Vinh Hoa của Đường gia sắp khai trương, Đường gia may mắn. Như vậy đi, chú thả em trai tôi ra, chuyện này coi như cho qua, cầm tiền rồi biến. Nhưng có một chuyện, cả đời này chú không thể ở lại Thượng Hải, tìm một nơi sống an nhàn qua ngày đi. Chú Long, đại thiếu gia đã nói như vậy rồi, chú cũng nói như vậy, vốn dĩ không muốn lấy mạng của nhị thiếu gia, chúng tôi cần tiền mà. Được thôi, họ đồng ý cho tôi 100 ngàn, tôi cho chú 200 ngàn. Được. Tiền đâu? Tôi muốn tiền mặt. Lúc tới đây tôi nhờ thuộc hạ đi lấy rồi, cho nên một mình tôi tới đây. Như vậy đi, chú thả em trai tôi ra trước, để tài xế đưa nó về nhà. Tôi ở đây đợi tiền tới đưa cho chú. Chú hãy thả tôi đi. Không được. Tôi trông chừng được Đường Hào Kiệt, nhưng tôi không trông nổi Đường Hào Cường cậu. Hai người ai cũng không thể đi. Đại ca, có xe tới. Xong hết rồi. Tiền mang tới chưa? Đem rồi, nhưng không có nhiều tiền trong tài khoản. Tôi lấy 300 ngàn. Chú Long, chú còn làm giao dịch này với tôi không? Làm chứ. Nhưng tôi cũng muốn 300 ngàn này. 200 ngàn mua cái mạng cậu, 100 ngàn kia mua tên. Đường Hào Kiệt coi như tôi tặng cậu.
Đại ca, đủ số. Được. Đường Hậu Cường, gọi thủ hạ của cậu ném súng dưới đất. Tôi cầm được tiền thì sẽ giữ chữ tín. Đợi tôi lên xe thì sẽ thả Đường Hậu Kiệt. Tôi nên tin ông không? Cậu nói xem. Đi. Khoan đã. Tên của người kia. Người kêu tôi bắt cóc Đường Hậu Kiệt là... Mau tới cứu con. Anh. Cúi xuống. Anh, cúi xuống. Anh, em không chịu nổi nữa anh à. Cho em hút thuốc. Cho em hút thuốc. Hậu Kiệt đừng sợ, chúng ta lập tức về nhà. Chúng ta về nhà, cậu ở đây trụ đi. Đi, chúng ta về. Đi. Mau đi tìm đi. Được. Đại ca, cứu tôi. Xin anh cứu tôi. Có người đang đuổi theo tôi. Họ là lưu manh. Xin anh cứu tôi với đại ca. Đại ca, anh cứu tôi với. Tôi xin anh, họ là lưu manh. Đứng lại. Chạy đi đồ gái điếm. Mẹ nợ con trả là chuyện hiển nhiên. Đưa lên xe. Dạ. Tôi không thể tiếp khách. Cách gì đại ca? Mấy người tha cho tôi. Tha cho tôi. Cô có về không đi? Tôi không về. Đi về. Tôi không về. Thả cho tôi, thả tôi ra. Đánh tôi. Đồ gái điếm. Tôi sẽ cứa rách mặt cô, để cô không làm gái được nữa. Đừng mà. Đừng. Dừng lại. Anh là ai? Dám lo chuyện bao đồng của ông đây. Lên cho tôi. Rốt cuộc anh là ai? Tiểu tử, tôi bắn chết cậu như voi giết một con rệp. Anh là ai? Tôi họ Đường. Tên Đường Hậu Cường. Đại thiếu gia của Đường gia.
xin lỗi đại thiếu gia, xin lỗi tiểu nhân có mắt không trồng. Đi. Cô nợ tiền bọn họ sao? Mẹ tôi vì muốn chữa bệnh cho ba tôi nên đã vay nặng lãi từ họ. Sau đó ba tôi vẫn bị bệnh mà chết. Vậy cô định làm sao? Làm sao đây? Tôi phải đi tìm mẹ. Mẹ tôi bị họ bắt trói. Nếu tôi không về, họ sẽ đánh chết bà ấy. Cảm ơn. Khoan đã. Cô tên gì? Tôi họ Tiêu. Tên là Tiêu Vũ Linh. Đại thiếu gia, không tìm thấy. Không tìm thấy người, đổi nơi khác mà tìm. Đi. Tôi có thể giúp cô. Cô có bằng lòng đi theo tôi không? Lão Tổng, chuyện này là sao? Chuyện này là sao vậy Lão Tổng? Lão Tổng, chúng tôi đã nộp thuế rồi mà. Hút thuốc phiện bị cấm trong tô giới. Anh không biết à? Bắt những người hút thuốc này cho tôi. Bắt hết đi. Lần này không được đâu Lão Tổng. Bắt họ lại. Sao lại bắt tôi? Tôi là Đường Hào Kiệt. Sao lại bắt tôi? Tôi là Đường Hào Kiệt. Đường Hào Kiệt? Nói vậy là sao? Tôi không biết. Bắt cậu ta lại. Đường Hào Kiệt chính là con trai của Đường Anh Minh. Đường Anh Minh? Con trai của Đường Anh Minh? Có gì mà không thể bắt? Tôi muốn biết thử, bắt lại cho tôi. Mau đi thôi. Nội trưởng! Nội trưởng! Vị thiếu gia, anh giết người rồi, mau chạy đi. Bắt anh ta lại. Mẹ! 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 Mấy người đừng khóc theo nữa. Đừng khóc nữa. Con gái khóc xấu, người cũng chết rồi. Cô nói xem, nếu cô sớm đi tiếp khách thì mẹ cô sẽ không có kết cục này rồi. Mẹ! Đừng khóc, hại sức khỏe lắm. Cô nghĩ thoáng một chút rồi tiếp tục sống. Tôi không nhìn ra được. Được rồi, đừng khóc. Cơ thể là của mình mà. Mấy lên xe. Rõ. Sao vậy? Không phải chứ. Sao nói bế là có thể bế đi như vậy? Người này không thể bế đi. Sao có thể bế đi được chứ? Tôi đưa cô gái này đi. Ra giá đi. Lão gia anh nói đùa sao? Đây là con át chủ bài của tôi. Sau này tôi còn trông cậy vào cô ấy nữa. Nhiêu đây đủ chưa? Bây giờ vàng cũng có. Là thật hả? Nó không đáng tiền. Bây giờ chiến tranh loạn lạc, giá vàng rất cao. Bà không muốn cái này, tôi đổi cái khác cho. Không không, lão gia đừng làm như vậy. Tôi nói giỡn thôi mà. Có nhìn thấy ai có mái tóc dài, tóc dài gương mặt thư sinh gầy gò chạy từ đây qua không? Không có. Lúc nãy anh ta trong quán thuốc Tử Kim giết cảnh sát trưởng của chúng tôi. Tên nhóc này gan cũng khá lớn, còn tự báo tên tuổi. Giết người Tây rồi anh ta có thể sống sao? Là ai vậy? Cái tên ăn gan hùm gan báo.
Họ Đường, Đường Hào Kiệt có quen không? Không quen, tôi không quen người này. Đưa cô gái này lên xe, chăm sóc tử tế vào, không được để ba tôi biết. Đi. Đứng lại, mau đứng lại. Bắt lấy anh ta. Đứng lại. Đứng lại. Mau bắt lấy anh ta. Bắt lấy anh ta. Lối này. Bên kia. Đấy rồi. Hậu Kiệt, không sao chứ? Đại ca cứu em. Đi, đi mau. Đứng lại. Anh, em sợ. Anh à. Anh mau cứu em. Mau cứu em. Em không chịu nổi. Em không chịu nổi nữa rồi. Anh à. Em không chịu nổi. Anh. Anh có sao không? Anh không sao chứ? Anh không sao chứ? Hậu Kiệt, theo anh về nhà. Em không về. Ba sẽ không tha cho em đâu. Anh đã hứa với mẹ là đưa em trở về. Em đã giết người Tây, cho dù họ bắt em, họ cũng sẽ không tha cho em. Nghe đây, dù em có giết 100 người đi nữa, có đại ca gánh thay em. Anh cõng em đi. Lên đi. Đại ca. Đứng lại. Rượu gì vậy? Sản xuất ở đâu? Rượu này là rượu hoa mơ cực phẩm. Đúng đúng, nếu trưởng quan thích, mời nếm thử. Xin mời. Chỉ có rượu thôi. Thiếu đồ nhắm phải không? Mấy anh mau vào trong, mau mau. Trưởng quan, anh yên tâm. Tôi lập tức mang đồ ăn tới cho anh. Chân giò hầm. Vất vả cho anh rồi. Các anh em qua đây nếm thử nào. Đại ca, xin lỗi đại ca. Về là tốt rồi, mẹ đang chờ gặp em. Vào đi. Con có biết mình đã hại bao nhiêu người rồi không? Ba, Hào Kiệt chắc chắn sẽ thay đổi tốt hơn. Mấy ngày này nó ở bên ngoài chịu không ít khổ cực. Xin ba đừng phạt nó. Cơn nghiện của nó lại tới nữa rồi. Nhốt nó lại cho ba. Đừng kéo em. Đừng kéo em. Đại ca, anh đừng lo cho em. Em muốn ba giao em cho người Đức. Em đừng quậy nữa. Hậu Kiệt, đừng quậy nữa. Anh muốn em nghe cho rõ. Nghe cho rõ đây. Bây giờ em dùng đầu óc nghĩ về mẹ, nghĩ về Đường gia chúng ta. Nếu người Đức lên thuyền tìm ra được em,
nhà chúng ta sẽ tiêu hết. Đường gia chúng ta cũng xong luôn. Thượng Hải không có chỗ đứng cho nhà chúng ta nữa. Em nghe có hiểu không? Nghe lời đại ca. Chút nữa em ở chỗ những thủy thủ lao công, tuyệt đối đừng lộ diện. Có nghe không? Nếu lên cơn nghiện, có chết cũng phải nhịn. Em có hiểu không? Đại ca xin em, nghe lời đi. Nào, đi theo đại ca. Lãnh sự đại nhân, cục trưởng Cao, cửa hiệu Vinh Hoa chúng tôi còn chưa khai trương. Tối dậy rồi, mọi người tới đây có chuyện gì? Chúng tôi tới bắt người. Bắt người? Từ lúc nào mà lãnh sự đại nhân đã kiêm luôn cục trưởng cảnh sát rồi? Lãnh sự chúng tôi và cục trưởng Cao tới bắt người, sử dụng liên quan người Đức, chúng tôi cần phải ở bên giám sát để tránh bị lừa. Cục trưởng Cao, tôi không biết mấy anh muốn bắt người nào. Chúng tôi nhận được tình báo, người giết đội trưởng đội tuần tra của Đức, Đường Hào Kiệt, đang ẩn náu trên con thuyền này. Do vậy, chúng tôi đặc biệt tới đây lục soát. Tôi đã nói với mấy anh từ lâu. Thứ nhất, mấy anh nói Đường Hào Kiệt giết người. Nhân chứng đâu? Và vật chứng đâu? Thứ hai, Đường Hào Kiệt vốn không có ở trên thuyền. Đã lâu rồi tôi chưa gặp nó. Bây giờ tôi cũng đang tìm nó. Ông nói không ở đây thì không ở đây. Ông có dám để chúng tôi lục soát không? Soát. Lãnh sự đại nhân, thuyền này là tài sản cá nhân của tôi. Hơn nữa, cũng không phải ở tô giới các anh. Anh muốn lục soát thì lục soát hay sao? Đây là thị trưởng của mấy ông đồng ý. Ông dám chống đối? Khoan đã. Ông chủ đường, như vậy có được không? Chúng tôi cũng không nói lục soát hay là không lục soát. Có thể phiền ông chủ đường mời tất cả người trên thuyền ra đây để lãnh sự nhận dạng. Nếu Đường Hào Kiệt không có ở đây thì thôi. Nếu cậu ta có ở đây, vậy thì ngại quá. Đành phiền cậu ấy theo chúng tôi tới đồn cảnh sát một chuyến. Vậy có người tới nhận dạng không? Đưa người lên đây. Người phụ nữ này có chiếc đồng hồ do Đường Hào Kiệt tặng. Cô ta chắc chắn quen mặt Đường Hào Kiệt. Nếu không phải, có nghĩa là chiếc đồng hồ này cô ta trộm từ trong kỷ viện ra. Vậy thì chúng tôi sẽ tống cô ta vào tù. Được thôi. Dương Hồng, gọi tất cả mọi người xuống đây. Rõ. Đội trưởng Trần, có, đưa một nhóm anh em lên thuyền lục soát kỹ càng. Rõ, đi. Cô ta thật sự có quen nhị thiếu gia. Có lẽ Hào Kiệt đã từng tới quán thuốc nghe cô ta hát. Chiếc đồng hồ đó đúng thật là của Hào Kiệt. Vậy cô ta sẽ bán đứng nhị thiếu gia rồi. Như vậy đi, đại thiếu gia, anh xuống dưới xem thử. Lỡ như xảy ra chuyện, lão gia không có người tiếp ứng. Dương Hồng, triệu tập các anh em mang theo súng, bao vây nơi này lại. Nếu cô ta chỉ định được Hào Kiệt, không thể để người Đức dẫn Hào Kiệt đi. Được.
Không có. Nhóm tiếp theo. Cục trưởng Cao vất vả rồi. Đại thiếu gia, là trách nhiệm của tôi. Không có. Nhìn cho kỹ đi. Nhóm tiếp theo. Mở cửa, mở cửa. Dẫn người tới sảnh. Mở cửa. Mở cửa. Không có. Nhóm tiếp theo. Mấy người muốn làm gì? Hai người là ai? Đường Anh Minh nói tất cả mọi người đều phải lên trên. Mau lên. Chị dâu, nếu đại ca đã nói rồi, chúng ta lên trên thử xem. Đi, nhanh lên. Nhanh lên. Cô nhìn thật kỹ cho tôi. Trong đây có đường Hào Kiệt hay không? Không có. Đưa đi, nhóm tiếp theo. Trong đây có không? Đưa đi. Khoan đã. Hôm nay nếu cô không nhận ra đường Hậu Kiệt, chúng tôi phải bắt cô lại. Mùi gì ngồi tù không dễ chịu đâu. Cô phải nhìn cho kỹ. Tôi nhìn kỹ rồi. Không có. Đưa đi. Họ là ai? Đây là Đường phu nhân và bác sĩ Hồ. Đây là vợ tôi. Hôm nay cơ thể của bà ấy khó chịu. Tôi nhờ bác sĩ Hồ qua đây khám. Anh ta có phải Đường Hào Kiệt không? Đường Hào Kiệt đâu có già như vậy. Cô nghe cho rõ đây. Không nhìn ra được người, ông đây sẽ nhốt cô cả đời. Cục trưởng đại nhân, tôi chỉ là con hát cấp thấp. Nửa năm trước, Đường thiếu gia nghe tôi hát, nhất thời cao hứng, thưởng cho tôi một chiếc đồng hồ. Nếu ông không tin, tôi cũng đành hết cách. Tiêu Dụ Linh tôi chỉ có cái mạng này, chết cũng không có gì đáng tiếc. Các anh em đã lục soát trên thuyền rồi chưa? Lục soát rồi, không có. Ngài lãnh sự, xem ra tình báo của ngài rất chính xác rồi. Xin lỗi ông chủ đường, làm phiền rồi. Chuẩn bị thu đội. Người đâu, dẫn người phụ nữ này theo. Tôi bị quan. Khoan đã. Cục trưởng Cao, không biết sau khi quay về, ông sẽ xử lý cô gái này ra sao. Người phụ nữ này đúng là bị nghi ngờ ăn cắp. Đem về cục thẩm vấn cẩn thận. Theo tôi biết được, chiếc đồng hồ của em trai tôi quả thật đã tặng cho cô gái này. Vẫn mong cục trưởng Cao sau khi quay về điều tra rõ ràng, để đòi lại công bằng cho cô gái này. Được, được.
Tôi đưa về cục chắc chắn sẽ cử người thẩm vấn cẩn thận. Thu đội. Ông chủ đường, xin lỗi, làm phiền rồi. Tạm biệt. Được, đi thông thả. Tại sao con lại gây rắc rối? Nếu người Đức bắt câu nói này không buông, chúng ta phải làm sao? Tại sao con phải nói đỡ cho người phụ nữ này? Cô ấy nhận ra em trai con, nhưng không nói trước mặt của người Đức, chỉ ra em trai con đã làm giúp đường gia chúng ta. Nếu người ta đã giúp chúng ta cũng nên cảm ơn cô ấy. Tôi nghi ngờ qua nhảy máu đang ở bên cạnh theo dõi chúng ta. Đợi bọn họ chụp xong, khiêng cái xác này lên thuyền, rồi hỏi bọn họ là ai nói cho họ nghe tin tức này. Rõ. Họ đi rồi. Ba, ba muốn xem thử không? Ba nhớ rất rõ dáng vẻ này của ông ta. Bây giờ ba gặp ông ta thì lập tức muốn giết ông ta. Khi nào chúng ta có thể ra tay? Không vội, sức nóng chưa tới. Sức nóng? Tới lúc đó con sẽ biết. Thư Nhi à, hôm qua làm con mệt rồi phải không? Không phải, con là tìm người làm giùm con. Tìm người là hai tên trộm. Nhưng bây giờ họ đã không còn nữa. Ba không cần lo lắng. Không hổ là con gái của bà. Xem ra Đường Anh Minh bọn họ hiện đang điều tra chúng ta. Là con làm không tốt. Không sao đâu. Con đi lấy chút tiền, tìm ngân hàng lớn nhất của Thượng Hải, rồi gửi tiết kiệm vào đó. Không, hãy tới chỗ của tên người Mỹ Tony đó. Còn nữa, lấy 10.000 đồng đại dương ra để quyên góp cho bệnh viện nhà thờ. Gọi phóng viên tới để họ đăng báo về chuyện này. Không phải Đường Anh Minh muốn tìm chúng ta sao? Vậy thì tự chúng ta đi ra. Ba, không phải chúng ta còn chờ sao? Con nghĩ ông ta không tìm được chúng ta sao? Tại bến Thượng Hải, Đường Anh Minh muốn tìm ra ai đó thì có thể tìm được. Đợi khi chúng ta phô trương thanh thế, con lên thuyền để bọn họ ngày nào cũng nhìn thấy con. Nhưng sau khi lên thuyền, con phải tự mình nghĩ cách. Tóm lại, để họ không được nghi ngờ đến con. Ba không lên thuyền sao? Ba chờ thêm một lúc. Thuyền đại gia, lâu như vậy người không tới, có tới cũng không biết đang ở chỗ nào. Có phải người có người phụ nữ khác không? Vì vậy, ông đây đang chơi với cô bằng súng thật. Cơ thể cũng bị cô khoét rỗng rồi. Tôi làm gì còn tâm tư nghĩ tới người phụ nữ khác. Nào, hôn một cái, đáng ghét. Được rồi, tối nay tới đây là dừng. Cô về trước đi, ngày mai tôi lại tới. Ngày mai anh đừng quên tới tìm tôi nha. Được, được. Tiểu Dương, về nhà.
Súng là đồ mới nhất, rất hiếm thấy. Tuyên Dương cũng bất cẩn quá. Nếu không phải tôi đi tìm anh ta, quản gia của anh ta nói với tôi còn không biết anh ta ra ngoài làm chuyện như vậy. Con người anh ta chỉ thích phụ nữ, cuối cùng bị phụ nữ quỷ hoại. Mấy cậu thu dọn đi, toàn bộ chuyển lên thuyền ở. Vậy chuyện làm ăn của chúng ta phải làm sao? Bên Á Bắc đã khai chiến rồi, đất của Thượng Hải cũng không yên tĩnh, cộng thêm có người đang dòm ngó chúng ta. Cậu muốn bảo vệ mạng trước hay cần tiền trước đây? Sư phụ nói chí phải. Bây giờ qua nhà máu đang ở trong tối, chúng ta ngoài sáng. Nếu không chú ý kỹ thì sẽ trúng chiêu của anh ta. Chết tôi không sợ, nhưng làm cho tôi chết không rõ ràng, tôi cảm thấy hơi oan ức. Người này chắc chắn là người quen của chúng ta, hiểu tận gốc rễ về chúng ta. Giống như đang ở bên cạnh chúng ta vậy. Câu nói của Đào Hà đáng giá ngàn vàng, nhưng tôi tin mấy người các cậu sẽ không phản bội mọi người. Ba, Tuyên Dương xong rồi à? Xong rồi. Nhưng con đã gặp Dương Hồng. Thân thủ của anh ta đúng là không tệ. Tốt hơn con nữa sao? Chắc không dưới con đâu. Sao vậy? Bị thương à? Không có. Dừng lại trước đã. Giữ lại mạng của đám nô tài kia, đừng ép chặt quá. Bà nghĩ họ chắc chắn sẽ ở trên tàu. Ra tay ở trên tàu cũng tương đối khó. Ba, thật ra bây giờ chúng ta có thể ra tay loại trừ bọn họ. Bà nói sao thì con cứ làm vậy đi. Con biết rồi, tất cả nghe theo ba. Thường Nhi, muốn giết một người không khó, nhưng muốn người đó ngày nào cũng sống trong lo sợ thì không phải chuyện dễ. Ba muốn họ từ từ nghi ngờ lẫn nhau, tự tàn sát nhau. Ba, con có một chuyện muốn nói. Muốn tìm em trai con. Con muốn tìm em ấy. Tìm được nó thì làm gì? Nếu nó vẫn còn sống, sớm muộn gì con cũng sẽ tìm được thôi. Nhưng bây giờ không được. Con còn đại thù trên người, mọi chuyện đều phải cẩn trọng. Con chỉ muốn nhìn thấy nó. Con biết nó nhất định vẫn còn sống. Mọi người tới rồi à? Ông tưởng chúng tôi sẽ không tới chứ gì? Phải, tôi nghĩ mọi người sẽ không tới nữa. Tại sao lại như vậy? Chúng tôi một lòng trung thành với ông. Mấy năm nay giàu sinh ra tử chúng tôi đều đi theo ông. Bây giờ lại muốn đuổi cùng giết tận chúng tôi. Mọi người không bị qua nhà máu giết, đây là may mắn của mọi người. Quách Dũng, mau ra tay đi, nếu không chúng ta không đi được đâu. Tôi cần phải nói rõ, có phải ông đã thuê qua nhà máu? Cậu nhìn đi, bớt càm ràm với ông ta. Trừ ông ta, ai còn có thể chỉ thị cho qua nhà máu? Quách Dũng, anh còn không ra tay thì để tôi. Chỉ mình ông có Thiên Nhất Hoa, người khác ai có thể dùng Thiên Nhất Hoa giết Đào Hà? Đào Hà chết là do Thiên Nhất Hoa. Quách Dũng, tránh ra. Tôi phải chính tay giết chết ông ta. Tôi phải báo thù cho anh em.
Quách Dũng, tôi không ngờ anh nối giáo cho giặc, tàn sát anh em của mình. Trước giờ tôi chưa từng nghi ngờ sư phụ, vì ông ấy không phải loại người này. Tôi và sư phụ đã hẹn nhau nhất định sẽ tra ra ai đã thuê qua nhà máu. Sư phụ còn nghi ngờ trong chúng ta có nội gián. Vô Cơ, nếu Đào Hà do tôi giết, mọi người xách dao mang súng tới có thể lên thuyền được sao? Nếu tôi muốn giết mọi người còn chờ tới ngày hôm nay à? Độc Thiên Nhất Hoa, tôi đã đưa cho cậu từ lâu, tại sao cậu không nói với họ? Cậu trả mạng lại cho anh em tôi, Quách Dũng. Vô Cơ, rốt cuộc là tại sao? Rốt cuộc chuyện này là sao? Quách Dũng, Ngô Tân đâu? Vô Cơ đưa anh ta tới Phật đường rồi. Anh ta biết mỗi tối sư mẫu đều đọc kinh vào lúc này. Cậu canh ở đây. Ngô Tân, ma, ma, ông là ma. Không, không, ông đã chết rồi. Chết rồi. Ngô Tân, tôi là Đường Anh Minh. Tôi không phải ma. Cậu sao vậy? Đừng qua đây, không phải tôi. Tôi không muốn chết. Không phải tôi không muốn chết. Đừng giết tôi. Tôi không làm gì hết. Là Đào Hà. Đừng giết tôi. Đừng giết tôi. Đại ca, đại ca, cổng cậu ta vào phòng cứu thương đi. Khoan đã, tìm cabin trống nhốt lại cho tôi. Đại ca, có chuyện gì? Làm theo lời dặn đi. Ông, ông giết người ở Phật đường của tôi. Mà đừng sợ, tôi không giết cậu ta. Cậu ta điên rồi, tôi chỉ đánh ngất cậu ta thôi. Cậu ta sao rồi? Chết chưa? Chỉ bị ngất thôi, chút nữa sẽ khỏe lại. Như vậy đi, chị về trước. Em tìm người khiêng cậu ta đi. A-di-đà Phật. Quách Dũng, gió nam thổi đến lành lạnh, chim sơn ca hót déo giòn, hoa dưới ánh trăng đi vào mộng, chỉ có hoa dạ hương tỏa hương thơm ngát. Lại dẫm chân em lần thứ mấy rồi? Không phải, điệu nhảy này em chưa dạy anh khi ở Hồng Kông. Anh không biết nhảy, anh không tập trung, có thể không dẫm chân em sao? Sao lại không tập trung? Chân này của em lúc trước thì ở trước, lúc thì ở sau. Được rồi, nghiêm túc một chút. Lại nha. Hoa dạ hương, tôi hát bài này vì anh. Hoa dạ hương, tôi đang nghĩ về anh. Đại ca, có phải với cô Vũ Linh kia? Đại ca cực kỳ thích Vũ Linh. Em nhìn đôi mắt anh ấy kìa. Có
Có phải anh ấy đã thích người ta từ lâu rồi nên mới đưa cô ta lên thuyền? Em đừng nói chuyện này cho ba nghe. Tại sao? Thì em đừng nói cho ba nghe là được rồi. Nào, khiêu vũ đi. Anh nói cho em biết tại sao đi. Anh không thể nói. Đại thiếu gia, xảy ra chuyện rồi. Ba, con đừng hỏi gì hết. Mau chóng đi nghe ngóng. Chuyện này đừng làm phô trương ra ngoài. Không được để bất kỳ ai biết. Bảo vệ tốt mẹ con, em trai và em gái con. Dạ ba. Lão gia, Dương Hồng, có người giết Quách Dũng và Đào Hà, ngụy tạo chứng cứ, giá họa cho tôi. Người này tính toán rất kỹ càng, ra tay nhanh hơn tôi, cao minh. Nhưng anh ta vốn không biết động cơ mượn dao giết người của Phòng Vô Cơ và Đào Hà, lão gia đã nhìn thấu từ lâu. Cũng không biết Quách Dũng này giả bộ phản bội là lão gia cố tình sắp xếp. Tôi thấy anh ta không cao minh như lão gia. Cậu sai rồi. Anh ta biết Quách Dũng nói tôi nghe lúc nào Đào Hà chết. Trên bàn có đầy châu báu của anh ta, trong két bảo hiểm ngân hàng, không thiếu một thứ. Cậu nghĩ Đào Hà keo kiệt lại hào phóng như vậy? Đây chỉ có qua nhà máu. Bây giờ tôi vẫn chưa biết là anh ta tìm thấy qua nhà máu trước hay qua nhà máu tìm anh ta trước. Mục đích của anh ta là muốn lợi dụng qua nhà máu tới giết tôi. Nhưng không ngờ qua nhà máu lại tàn nhẫn lợi dụng họ. Bây giờ chỉ còn lại một Ngô Tân đã bị điên rồi. Ai? Dương Hồng. Ông chủ đường, chuyện này là sao? Họ tới giết tôi, kết quả thành ra như vậy. Kết quả thành ra như vậy, ý gì đây? Cũng có nghĩa là họ chết rồi. Vậy có nghĩa là anh giết họ? Không phải. Họ tàn sát lẫn nhau. Tàn sát lẫn nhau. Hôm nay tôi cảm thấy thật sự may mắn. Đang rất cao hứng. Có anh em chạy tới báo cáo với tôi. Có người gọi điện báo án với cục cảnh sát, nói là có án mạng trên thuyền, nên tới xem thử. Thật sự có chết người à? Người chết chỉ một hai người. Phòng Vô Cơ, Quách Dũng đều là người có máu mặt tại bến Thượng Hải. Ông chủ đường, anh nói xem tôi nên làm sao đi. Cho thi thể vào bao bố rồi khiêng xuống thuyền. Tôi đi với anh. Kêu đám anh em của anh đừng làm lớn chuyện, sẽ có thưởng. Được. Vậy gây thêm phiền phức cho ông chủ đường rồi. Dương tổng quản, tìm hai người anh em khiêng hai cái xác này xuống thuyền đi. Làm theo lời cục trưởng Cao. Rõ. Cục trưởng Cao, mời. Ông chủ đường vất vả rồi. Lão gia, tôi đi theo ông. Tôi đi một mình, sẽ về đây nhanh thôi. Mạnh tiên sinh, tôi có chuyện này muốn hỏi ông. Sao giữa ban ngày mà tiên sinh phải quấn miếng vải trắng trên mặt vậy? Cha tôi thời trẻ bị phỏng nặng. Nếu không, chúng tôi cũng sẽ theo lễ nghĩa đi thăm hỏi tổng giám đốc đường và cha của anh. Cảm ơn Mạnh tiểu thư. Nhưng lời nói vừa rồi đúng là trùng hợp. Tam thúc tôi là một đại phu. Tôi có thể mời tam thúc tới xem cho tiên sinh. Không cần đâu. Chúng tôi chia tiền lên thuyền chỉ vì muốn được thanh tịnh. Chúng tôi có đem thuốc theo rồi. Mạnh tiên sinh, Mạnh tiểu thư, nói thật với hai vị, đêm qua trên thuyền xảy ra một chút chuyện. Có chuyện gì? Chắc là phải thú vị lắm. Tổng giám đốc đường mới đích thân ra mặt. Có mấy người đã chết vì bị giết. Có người chết sao? Sao lại như vậy? Trùng hợp là hung thủ đó đã bị tôi thấy mặt. Tôi có một yêu cầu hơi vô lễ. Xin tiên sinh gỡ lụa trắng trên mặt xuống để tôi xem thử. Như vậy khi cảnh sát tới, tôi cũng có thể giải thích rõ ràng với cảnh sát.
Có thể chứ, Mạnh tiên sinh. Tôi cứ nghĩ trên thuyền này là nơi an toàn nhất. Không ngờ lại phát sinh chuyện như vậy. Ai mà không muốn yên ổn chứ. Đúng không Mạnh tiểu thư? Tổng giám đốc Đường, cái mặt già của tôi đã lâu lắm rồi không ai nhìn thấy. Tổng giám đốc Đường, như vậy vừa lòng chưa? Không làm cậu sợ chứ? Mạnh tiên sinh, Mạnh tiểu thư, xin thứ lỗi tôi đã vô lễ. Từ giờ trở đi, tiên sinh được miễn phí 10 ngày ở cửa hiệu Vinh Quang. Nếu cảnh sát tới hỏi, tôi sẽ nói chuyện với cảnh sát, bảo đảm không quấy rầy tiên sinh, quấy rầy Mạnh tiểu thư. Xin cáo từ. Cha nào con nấy giống như một khúc ruột rút ra. Bọn họ bắt đầu nghi ngờ chúng ta rồi. Trưởng quan, ông muốn lên thuyền chơi sao? Chơi? Trong lúc chiến tranh mà ai chơi? Tôi giết người đó. Tôi có công vụ tìm ông chủ Đường các người. Ông ta đâu? Xin hỏi trưởng quan, ông tìm lão gia chúng tôi có chuyện gì? Anh là cái thá gì? Có tư cách gì mà hỏi tôi? Người đâu? Cộng anh ta lại. Dạ. Đúng là xấu tính mà. Khó trách thị trưởng các người đều muốn tránh né, muốn đấu với tôi. Được, hôm nay lão tử chơi với các người. Người đâu? Đem súng máy tới cho tôi. Tôi nói cho anh biết, hôm nay nếu không cho tôi lên thuyền thì tôi cho các người về trời hết. Trưởng quan, quân có quân pháp, thuyền có thuyền quy. Ông có chuyện gì muốn nói thì tôi báo lại. Được. Đúng là tà môn. Được. Đại thiếu gia tới. Trưởng quan, cửa hiệu Vinh Hoa chúng tôi là nơi vui chơi, chơi súng ở đây không hay lắm. Dương Hồng, nói với cha tôi, lát nữa tôi mời trưởng quan lên thuyền chơi. Rõ. Vị trưởng quan đây xưng hô thế nào? Đặng tư lệnh, tư lệnh pháo đài Ngô Tùng chưa từng nghe sao? Thì ra đặng tư lệnh. Ngưỡng mộ. Đặng tư lệnh có thể dẫn theo quân đội đến cửa hiệu Vinh Hoa là vinh hạnh của chúng tôi. Tư lệnh, mời. Coi như cậu hiểu chuyện. Thuyền này của nhà các cậu. Phải.
Cậu là Đường Hào Cường? Phải. Người đâu? Còng anh ta lại, ai dám còng? Đường Hào Cường, cậu hôm nay muốn đấu với tôi có phải không? Cậu có tin hôm nay tôi nã một phát pháo nát thuyền của cậu không? Tư lệnh quả nhiên là rất oai vũ, khí thế quá lớn. Toàn bộ lui ra sau. Công lại. Tư lệnh, mời. Ông chính là Đặng Tư lệnh tiếng tăm lừng lẫy. Đường anh minh tôi không tiếp đón từ xa, có lỗi. Ông biết tôi sao? Sống ở Ngô Tùng một thời gian mà tôi không có thời gian tới chào hỏi. Không ngờ hôm nay Đặng Tư lệnh đích thân tới tìm, thật xấu hổ. Nhị thiếu gia, có chuyện rồi. Đại thiếu gia bị quân đội trói lại. Cái gì? Các người sau một lúc lại giết nhiều người như vậy, còn là những người có máu mặt nữa. Các người muốn cái gì? Muốn đòi tiền hay cái gì khác? Đặng Tư lệnh, nếu người do tôi giết, tôi còn dám ở Thượng Hải sao? Còn dám cùng ông nói chuyện vậy sao? Ông ở bến Thượng Hải quen rồi, mối quan hệ nào mà không có? Nghe nói Cao Mập còn chưa có cửa bắt ông. Đặng Tư lệnh, từ khi bắt đầu chiến tranh tới nay, trên thuyền của tôi không có quân nhân Trung Quốc. Ông đến đây nghỉ ngơi cũng không phải như người bình thường. Có người bên đội chấp pháp tới sao? Không có. Tôi với Tổng Chỉ huy quân trường, với Tư lệnh an ninh rất thân quen. Lỡ Đặng Tư lệnh xảy ra chút chuyện gì, tôi cũng khó ăn nói. Ba, ba, có chuyện gì vậy? Sao lại phải còng tay đại ca? Mau thả đại ca ra. Hậu Kiệt, không được vô lý. Chào Đặng Tư lệnh đi. Người này là ai nữa? Là con trai thứ hai của tôi. Đừng Hậu Cường. Hậu Kiệt, đi chăm sóc mẹ con. Ở đây không sao. Đặng Tư lệnh, cứ ngồi đi đã, nghỉ ngơi đi. Tục ngữ có câu, nghỉ ngơi dưỡng sức mới có thể tiếp tục đánh giặc. Vậy tôi không khách sáo, tôi ở chỗ ông dưỡng tinh thần bồi sức khỏe. Người đâu, mở còng tay của Đường Hào Cường cho tôi. Hào Cường à, từ giờ trở đi, Đặng Tư lệnh chính là khách trên thuyền chúng ta, phải sắp xếp chu đáo. Thủ hạ của ông ấy cũng không thể bỏ lơi, hiểu chưa? Dạ. Đại thiếu gia, anh đánh thế nào cũng được,
Nhưng xin anh đừng đưa tôi đến đồn cảnh sát. Tôi còn mấy đứa em nhỏ đợi tôi chăm sóc. Nếu tôi bị đánh chết rồi thì anh ném tôi vào trong biển. Nếu tôi chưa chết thì anh tha cho tôi đi. Cầu xin anh, đại thiếu gia. Cầu xin anh, đại thiếu gia. Mạnh tiểu thư, chúng tôi đánh chết hắn ta, trút giận thay cô được không? Đại thiếu gia, đánh đến chết. Đại ca, đại ca, đừng đánh nữa. Đại ca, đừng đánh nữa. Xảy ra chuyện gì vậy? Sao lại đánh cậu ta chứ? Hỏi Mạnh tiểu thư đi. Mạnh tiểu thư, rốt cuộc xảy ra chuyện gì? Đại ca, chuyện hôm nay anh có phải làm hơi quá không? Rõ ràng anh biết Hào Cường thích Vũ Linh, lại cứ một mực dâng Vũ Linh cho Tư lệnh Đặng. Quá đáng. Sao cậu biết Tư lệnh Đặng thích cô ta chứ? Một tên tư lệnh đào ngũ, tiền tuyến đánh nhau, ông ta lại ung dung tự tại. Như vậy cũng tốt, cắt đứt ý niệm của Đường Hào Cường. Đại ca, năm đó anh còn không phải, năm đó chúng ta ngu ngốc không biết ngày nào sẽ dọn nhà. Anh nghĩ đến sẽ có hôm nay, Đường Hào Cường có được hôm nay, thì tôi sẽ không để nó sau này nhớ đến hôm nay phải hối hận. Đại ca sẽ không để hắn cưới một con ca nữ. Thực ra chuyện hôm nay nó đã quyết định rồi. Hoàn cảnh ép buộc Hào Cường không thể lựa chọn, nên tôi mới lo nó sẽ hận anh. Hận anh? Nó vẫn là con trai của Đường Anh Minh Anh. Nó không có lựa chọn phụ nữ, lựa chọn súng. Vũ Linh tiểu thư, Dương đại ca, anh luôn ở đây sao? Cô muốn đi đâu? Tư lệnh đã ngủ rồi, tôi phải đi về. Lão già phân phó hôm nay không được vào, cũng không được ra. Tôi cầu xin anh, anh thả tôi đi đi. Không được. Dương đại ca, cảm ơn anh đã đưa bát canh đó cho tôi. Anh là người tốt. Anh biết, tôi không biết gì cả. Tôi chỉ dựa theo lời dặn của lão gia. Tôi biết, trong mắt các người, tôi chỉ là kỹ nữ, là một kỹ nữ được người ta đưa đến đưa lui. Nhưng tôi không phải. Tôi cũng là một con người. Tư lệnh ông ta đã ngủ say rồi. Chẳng lẽ tôi ở bên cạnh ông ta đến sáng luôn sao? Dương đại ca, tôi xin anh, thả tôi đi giùm. Anh thật sự muốn tôi ở bên ông ta sao? Nếu anh thả tôi đi thì cả đời này tôi sẽ nhớ ơn anh. Đại thiếu gia cậu ta có đến đây, là tôi không cho cậu ta vào. Đại ca, đừng đánh nữa. Mạnh tiểu thư, cô nói gì đi. Tôi biết anh ta trộm đồ của cô, nhưng không phải chưa trộm được gì sao? Anh ta thực sự có chăm sóc mấy đứa cô nhi. Không có anh ta, mấy đứa nhỏ sẽ chết. Đại ca, đại ca, đừng đánh nữa mà.
Nếu cậu ta phạm tội thì đưa cậu ấy đến cục cảnh sát. Anh làm như vậy là lạm dụng tư hình. Anh ta là em dẫn lên thuyền, đó là bạn em. Anh ta có gì sai? Tránh ra. Chuyện của anh hai đứa đừng quản. Trên thuyền có một tên tư lệnh họ Đặng, anh không quản được. Bây giờ đến một tên trộm nho nhỏ cũng không được sao? Đại ca, em không cho anh đánh người nữa, là muốn để mọi người đều hiểu Đường Gia là thương nhân chân chính, không phải cường đạo. Tránh ra. Đại ca, đại ca, đại ca, đủ rồi ông chủ Đường. Chẳng qua chỉ là một tên trộm, giáo huấn vậy là được rồi. Nếu vậy thiếu gia và tiểu thư đã nói vậy, tôi cũng không truy cứu nữa. Nhưng tôi hy vọng sau này trên thuyền không xảy ra chuyện tương tự. Cảm ơn lòng tốt của Mạnh tiểu thư. Đưa hắn vào khoang cuối, ngày mai đưa đến cục cảnh sát. Đường Quang, đợi chút, các người mau buông tay. Đường Quang, cô giúp tôi cầu xin đại ca, kêu anh ấy đừng đưa tôi đến cục cảnh sát. Tôi còn mấy đứa nhỏ phải chăm sóc. Con người của anh thật sự tật xấu không bỏ, trộm đồ cũng dám lên thuyền trộm. Anh muốn làm trộm như vậy sao? Các người thả anh ấy đi. Vị thiếu gia, đừng làm khó chúng tôi. Đi. Đường Quang, Đường Quang, giúp tôi cầu xin đại ca cô đi. Đại ca hôm nay sao vậy chứ? Tôi phải đi nói với ba, thật sự quá đáng mà. Đường Quang, chúng ta vẫn nên nghĩ cách cứu bạn của em ra rồi nói. Hậu Cương, tên họ Đặng đó đã làm gì cô rồi? Nói thật cho tôi biết. Tôi tên tư lệnh đó, hắn máu ở đâu vậy? Tôi không biết. Sao tôi dính máu vậy chứ? Tôi không biết. Ở đây chờ tôi. Anh đi đâu vậy, đại thiếu gia? Hậu Cường, Hậu Cường, cầm lấy. Hậu Cường, sao vậy? Xảy ra chuyện gì? Anh cầm vali của tôi làm gì? Hậu Cường, anh làm gì đó? Rốt cuộc có chuyện gì? Anh nói tôi nghe đi. Anh muốn làm gì? Anh nói đi chứ, anh đang làm gì? Tên họ Đặng chết rồi. Cái gì? Nhưng tôi không có giết ông ta. Tôi biết, nhưng cô cảm thấy trên thuyền này có người tin cô sao? Cầm lấy số tiền này. Đi. Đưa cô xuống thuyền. Cuộc chiến ở tiền tuyến đẫm máu, nhưng quân Hưởng lại trì hoãn mãi. Các anh em đã oán hận khắp nơi. Bây giờ tư lệnh lại bỏ mạng. Tôi sợ lòng quân không yên, sẽ xảy ra binh biến. Mọi người, ông chủ Đường, không giải thích với tôi, làm sao tôi giải thích với các anh em đây? Đúng vậy, Đường Anh Minh tôi là thương nhân, cũng là người có lòng yêu nước, trung thành với quân đội của tư lệnh và vì nước, tôi vô cùng khâm phục. Tuy tư lệnh không xảy ra chuyện trên thuyền của tôi, nhưng là một công dân của một nước, thăm hỏi quân nhân, đây cũng là trách nhiệm tôi nên làm. Tôi quyên góp 100 đồng đại dương cho phó tư lệnh, coi như một khoản trợ cấp cho anh em. Tuy không thấm vào đâu, cũng xem như là tâm ý của tôi. Ông chủ Đường hiểu nỗi khổ của tôi. Tôi thay mặt đám anh em cảm ơn ông. Chúng tôi lập tức trở lại chiến tuyến chống Nhật ở pháo đài Ngô Tùng. Quyên góp của ông chủ Đường chắc chắn sẽ thúc đẩy sĩ khí. Tôi nghĩ tư lệnh nơi chính suối cũng cảm thấy an ủi.
Những chuyện lặt vặt không gì phải lo lắng. Tư lệnh đừng để trong lòng. Tiền, tôi sẽ nhờ phòng thu chi xuất ngân phiếu. Mời phó tư lệnh cử người đi lấy. Được, tôi sẽ đích thân đi. Vẫn mong ông chủ đường mau chóng thực hiện. Tôi lập tức đi làm ngay. Không có gì buồn hơn là chết. Ba, nếu bà ấy nói hết mọi chuyện cho Đường Anh Minh nghe, vậy không phải kế hoạch của chúng ta đã thất bại sao? Không có đâu. Tinh thần của bà ấy sắp suy sụp rồi. Đúng rồi, tình hình bên con sao rồi? Đường Anh Minh đúng là lão già gian xảo, lại để ông ta thoát một kiếp nạn. Đám binh sĩ và cảnh sát kia đều đi rồi. Ông ta đây là bỏ xe dậy xoáy. Trừ Đường Anh Minh, ai còn nổ súng với con trai mình? Ý ba là ông ta nổ súng. Lão gia, Hậu Cường sao rồi? Tôi hỏi rồi, Tam Thúc nói chắc không có vấn đề gì. Nếu Hậu Cường có mệnh hệ gì, làm sao tôi ăn nói với Mỹ Cúc đây? Lão gia, tôi xin lỗi. Đi, tìm Vũ Linh về cho tôi. Tôi muốn biết chân tướng vụ việc. Rõ. Dương Hồng, tôi nói qua với đại ca tôi rồi. Anh ấy nói tôi... Dì thiếu gia, Người đâu? Dương Hồng, ráng kiên trì đi, Dương Hồng. Nhị thiếu gia, hung thủ là nữ. Dương Hồng, người đâu? Mau, người đâu? Dương Hồng. Thư Nhi, súng đâu? Con vứt ở đằng đó rồi. Tốt, con làm rất tốt. Ngủ một giấc đi. Ngày mai con còn phải cùng ba đi thăm mộ của ba. Ba, con xin lỗi. Hôm nay con vốn có thể giết Đường Hào Kiệt. Giết cậu ta vẫn còn sớm. Con làm đúng rồi. Anh ta ở gần con như vậy, chỉ cần con kéo nhẹ cò súng,
Có phải con cảm thấy khó xuống tay không? Không. Là Dương Hồng xong đến quá nhanh. Con đi nghỉ ngơi đi. Dương Hồng, đây là câu chính miệng anh nói. Anh muốn giết anh ta, nhưng bây giờ ngay cả xuống giường anh cũng không xuống được, thì làm sao có thể giết anh ta? Anh cần đích thân ra tay sao? Tên sát thủ đó mặt đối mặt với em cũng không giết em, hắn ta chỉ giết Dương Hồng. Hầu Kiệt, anh nói em nghe, Dương Hồng anh ta đáng chết. Anh ta chết rồi, anh không buồn chút nào. Anh sớm đã cảnh cáo anh ta rồi. Lần đầu tiên anh ta chỉ súng bắn anh, lần thứ hai anh ta thi hành mệnh lệnh của ba muốn giết Vũ Linh, bây giờ lại lấy Vũ Linh của anh. Dựa vào điều này anh ta đáng chết. Nhưng bây giờ anh phải tìm ra hung thủ, anh phải bắt tên hung thủ đó, anh phải cắt hắn ra thành trăm mảnh trước. Em không tin lời anh nói. Nếu không phải anh giết thì là ai? Anh nói đi. Dương Hồng vì anh ấy giả vờ cưới Vũ Linh, tất cả điều này là vì anh. Anh ta là vì bản thân anh ta. Anh ta biết rõ anh thích Vũ Linh, không thể rời Vũ Linh được. Vậy mà anh ta còn muốn làm như thế. Đúng. Anh vẫn cảm ơn tên sát thủ đó. Anh phải cảm ơn hắn đã giết Dương Hồng giùm anh. Anh phải cảm ơn hắn ta. Dương Hồng chết thật rồi. Chết hay lắm. Chết rất hay. Khốn nạn. Em trai của anh trưởng thành rồi, cũng biết chơi súng rồi. Dùng súng chĩa vào anh. Nào, Hầu Kiệt, vì một Dương Hồng đã chết mà em chỉ súng vào đại ca mình. Đổ súng anh xem. Nhớ lấy, súng như thế này bắn không chết người. Đại ca dạy em. Như vậy mới có thể bắn chết người. Nào, can đảm chút cho anh xem. Bắn vào anh đi. Anh đếm 1, 2, 3. 1, 2, 3. Mở quan tài. Mộ người này bị người ta mở qua rồi. Súng và quần áo cũng bị lấy đi. Đại ca, là người nào làm?
là người có tâm. Anh nghi ngờ chị dâu sao? Anh không ngờ bà ấy sẽ làm như vậy. Em cảm thấy không phải chị dâu. Lão Tam, tôi sẽ biết là ai làm. Người đâu? Dẫn hung thủ qua đây cho tôi. Cô muốn nói thêm gì không? Tôi không có giết Dương Hồng. Tôi biết là cô thuê người giết cậu ta vì cô không muốn gả cho cậu ta. Không cam tâm với Hào Cường nên cô xuống tay. Lão gia, ông nghĩ tôi quá bỉ ổi rồi. Dương đại ca là ân nhân của tôi, sao tôi có thể giết anh ấy chứ? Tôi biết Dương đại ca chết là vì tôi, nhưng người giết anh ấy không phải tôi. Nếu cô thừa nhận Dương Hồng chết vì cô thì là cô hại cậu ta. Vậy thì cô còn mặt mũi gì sống ở trên đời này? Dương đại ca, tôi xin lỗi anh. Vũ Linh tôi thứ khác không biết, nhưng tôi biết làm người phải có lương tâm. Hôm đó nếu không phải tôi đồng ý gả cho anh thì anh sẽ không chết. Người phụ nữ như tôi căn bản không đáng để anh chết vì tôi. Lão gia, nếu ông muốn giết tôi thì tôi không có gì để nói cả. Cô đi đi. Nếu tôi còn nhìn thấy cô trên thuyền thì tôi nhất định sẽ giết cô. Vũ Linh, đi mau đi. Tôi không đi. Cô còn muốn làm gì nữa? Dương đại ca chết vì tôi, một mạng đổi một mạng, tôi tuyệt đối không đi. Vũ Linh, cô thật sự muốn chôn cùng Dương Hồng sao? Tôi chết thay cho người giết anh ấy. Tôi chỉ có một thỉnh cầu. Khi tôi chết rồi thì sau này lão gia đừng truy cứu nữa. Được, tôi đồng ý với cô. Chôn. Dạ. Đại ca, các người đợi tôi ở bên ngoài. Phu nhân, lão gia nói phải bảo vệ bà. Các người dừng tay, đừng chôn nữa. Bỏ xuống, bỏ xuống cho tôi. Hầu Kiệt, là cô ta tự muốn chết theo Dương Hồng. Vũ Linh, lên đi, đưa tay cho tôi. Đừng, các anh về hết đi, các anh đừng quan tâm tôi. Bà, Dương Hồng không phải do Vũ Linh giết. Vậy là ai giết? Bà nghi là con giết phải không?
Vậy thì ba dựa vào đâu nói con giết? Vì Dương Hồng bị bắn chết bằng súng của con, ba nghi con thuê sát thủ giết cậu ta. Ba nghi con thuê sát thủ giết Dương Hồng, đúng không? Được. Dương Hồng là con thuê người giết. Tư lệnh cũng vậy. Người của Vinh Hoa chết đều là do Đường Hào Cường con giết. Hào Cường, Hào Cường, anh. Ba, coi như ba không có đứa con trai như con. Ba muốn chôn Vũ Linh thì chôn luôn con đi. Hào Cường, anh đừng vậy mà. Anh lên đi, em cầu xin anh. Chôn. Đại ca, ra tay đi. Không được chôn, không được chôn, không được chôn. Hậu Kiệt, con điên rồi. Bỏ xẻng xuống. Bỏ xẻng xuống. Ba, 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 chung. Ba, con xin thề trước mộ của Dương Hồng, con nhất định tìm ra hung thủ giết anh ấy. Ba phải tin con. Con dám khẳng định người giết anh ấy không phải Vũ Linh và đại ca. Ba, đừng giết người nữa được không? Đại ca, đại ca, Hậu Cường. Vợ của tôi đã gặp ai trong chùa? Mấy năm gần đây, tôi chỉ nhìn thấy Đường phu nhân đến cùng Đường lão gia. Chỉ có vậy thôi. Nói như vậy thì hôm qua ở trong phòng đó chỉ có hai người sao? Phu nhân mỗi lần đến dâng hương đều cùng tôi ăn chay, không có gì khác nữa. Gió trong mây. Tại sao cô lại quên mất biệt danh của mình rồi? 20 năm trước cô vẫn là một nhân vật nổi tiếng. Cô tưởng rằng cô mặc lên mình bộ áo cà sa, người khác sẽ không biết lai lịch của mình sao? Mừng Ni đã quên những chuyện cũ cõi tục, một lòng hướng Phật. Cô nghe đây, có phải vợ tôi thuê cô giết những đồ đệ này của tôi? Người xuất gia sao có thể phạm tội giết người được chứ? Nếu như cô nói ra, tôi sẽ đưa cô trở về bệnh viện. Tôi không có gì để nói. Rốt cuộc cô có nói hay không? Đường lão gia, tôi thật sự không có gì để nói.
Nếu như cô không nói, tôi sẽ quỷ đi cánh tay này của cô. Tôi không giết người. Đường lão gia, tôi không có gì để nói. Đã rất lâu tôi không giết người. Vì để tìm ra hung thủ giết hại đệ tử của mình, tôi có thể phá lệ. Nói tôi biết, cô có phải qua nhà máu không? Sinh ắt có tử, tử ắt có sinh. Sinh tử luân hồi, có gì phải sợ? Các người nói bây giờ tôi chưa thể báo thù sao? Bây giờ chiến tranh đến thời khắc mấu chốt rồi. Quân Nhật chuẩn bị tác chiến trường kỳ. Chúng ta phải hoàn thiện công tác tình báo. Điểm tình báo tốt nhất ở Thượng Hải chính là nơi này. Chúng ta phải duy trì sự phồn vinh ở đây. Nên bây giờ ông chưa thể giết Đường Anh Minh. Vậy cô chuyển lời với ngài Murata. Tuy ngài ấy là ân nhân cứu mạng tôi, tôi sẽ cảm động và nhớ ân tình của ngài ấy. Những chuyện khác tôi đều có thể đồng ý với ngài ấy. Nhưng tôi sống chính là để tìm Đường Anh Minh. Ai cũng đừng hòng cản trở tôi. Ông Đại Vi, tôi không nói không cho ông báo thù. Tôi chỉ là nói bây giờ ông không thể giết Đường Anh Minh. Chúng ta phải đợi chiến tranh kết thúc. Đợi khi chúng ta có thể khống chế con thuyền này. Đến khi đó sẽ tự giao Đường Anh Minh cho ông. Ông hiểu không? Còn phải đợi bao lâu? Tôi cũng chưa biết. Tôi nghĩ sẽ không lâu đâu. Chúng tôi chính là muốn thông qua con thuyền này giữ lại một con đường đàm phán. Ngài Murata hy vọng ông có thể giúp chúng tôi hoàn thành nhiệm vụ lần này. Xin chuyển lời với ngài Murata. Tôi không phải người Nhật. Tuy rằng tôi ở Nhật sống gần 20 mấy năm, nhưng tôi là người Trung Quốc. Người Trung Quốc có câu quân tử báo thù 10 năm chưa muộn. Vừa nãy cô nói Đại Đông Á gì đó không liên quan đến tôi. Kẻ thức thời là Trang Tuấn Kiệt. Đây cũng là danh ngôn của Trung Quốc. 20 năm trước tôi đã xém chết. Tôi chính là con ma. Tôi không phải kẻ thức thời, cũng không muốn làm Trang Tuấn Kiệt gì đó. Tôi chỉ muốn lấy mạng Đường Anh Minh. Đừng lên tiếng. Lên tiếng tôi sẽ lấy mạng cô. Anh là qua nhai máu. Muốn giữ mạng thì theo tôi. Anh để tôi thấy mặt anh đi. Nếu cô thấy mặt tôi, chắc chắn cô sẽ chết. Tôi không tin. Nếu anh thật sự muốn giết tôi, bây giờ có thể ra tay. Hà tất phải lãng phí thời gian. Tôi hỏi anh, nhà chúng tôi có thù gì với anh? Tại sao anh giết nhiều người như vậy chứ? Lẽ nào anh không có lương tâm sao? Anh muốn làm gì tôi? Cô có gan chửi tôi trên mặt báo, chắc cô cũng có gan đối mặt với con dao này. Vậy anh giết tôi đi. Nói cho cô biết, người mà cha cô giết còn nhiều hơn tôi. Ông ta là một tên đao phủ giết người không chớp mắt. Tôi là thay trời hành đạo. Anh nói nhảm, ba tôi cơ bản không phải người như vậy. Cô có thể hỏi ông ta. Ông ta có được nhiều tiền như vậy là từ đâu? Tôi không tin anh. Nếu thật sự như anh nói, tại sao không dám để tôi nhìn mặt anh? Thả cô ấy ra.
Mạnh Thao, sao anh lại đến đây? Anh mau chạy đi. Qua nhà máu, nếu anh là đàn ông thì hãy thả cô ấy ra. Có bản lĩnh thì nhắm vào tôi nè. Anh ta không phải đàn ông, là phụ nữ. Đứng lại, Mạnh Thao, đừng đuổi theo. Chúng ta mau chóng vào bệnh viện đi. Giỏi cho tên qua nhài máu, dám làm ông bị thương. Mối thù này tôi nhất định phải báo. Đi. Nhật sẽ cử hai sư đoàn 11 và 12 đến Thượng Hải. Cựu tư lệnh Quang Đông Quân, Bộ trưởng Lục Quân Shirakawa Yoshinori sẽ giữ chức Tổng tư lệnh lực lượng diễn chinh. Thời gian 1 tháng, đổi 4 tổng tư lệnh. Cuộc chiến lại đến mức này cũng là điều hiếm thấy trong lịch sử chiến tranh. Người Nhật không xong rồi. Murata đã lên thuyền. Điều này chứng minh người Nhật cũng đã bắt đầu chú ý đến cửa hiệu Vinh Hoa. Nói không chừng chính là nhằm vào hai chúng ta. Chúng ta cần phải cẩn thận hơn. Hôm nay tôi tính thử tổng binh lực của người Nhật tại Thượng Hải đã gần 100.000. Tàu chiến có 80 chiếc, máy bay có hơn 300 chiếc. Xem ra họ rất háo hức để giành chiến thắng. Nếu thắng lợi, đổi lấy lợi ích đình chiến. Ngày mai, chúng ta phải nói với Murata. 60% lợi ích của anh ở Trung Quốc là tại Thượng Hải. Chúng ta sẽ không ngồi yên mà không tra cứu. Chính phủ của ta đã ra chỉ thị là phải mau chóng ép người Nhật đàm phán đình chiến để ngăn chiến tranh lây lan. Hạm đội Mỹ chúng tôi đã cập bến tại các bản khác nhau ở hạ lưu sông Dương Tử. Mấy cậu ở trong này, với danh nghĩa là anh em của tôi, mục đích chúng ta đi chung là luận bàn kiếm đạo. Nhưng nhiệm vụ thực sự của mấy cậu là bảo vệ tôi và Đông Chu tiểu thư. Nếu có cơ hội, mấy cậu phá điện đài của mọi giao dịch tại nơi giao hàng. Nhưng mà phải làm cho khéo, tuyệt đối đừng để lộ dấu vết. Rõ, tận trung với Thiên Hoàng. Nhất định phải làm cậu ta không thể rời xa con. Con phải làm tốt chuyện này. Con sẽ làm theo lời ba nói. Còn đứa nhỏ thì sao? Cái đó phải xem biểu hiện của con. Thật sự cần niêm phong sòng bạc Vinh Hoa sao? Đúng, đây là chỉ đạo tinh thần của tỉnh. Vì yêu cầu thời chiến, vì làm sạch bầu không khí xã hội Thượng Hải, tất cả các sòng bạc sẽ bị kiểm tra và niêm phong. 2 ngày nữa tỉnh sẽ cử người xuống kiểm tra. Sao không nghe thấy tin tức gì? Tôi cũng vừa nhận công văn thôi. Vậy đến khi nào mới có thể mở cửa? Chuyện này khó nói trước lắm. Ít nhất là vài ngày, nhiều nhất là nửa năm. Đây là động thái mới của chính phủ. Trước đây cũng có những chuyện giống vậy. Phó cục trưởng Cao trước giờ luôn chào hỏi trước. Sao lần này ông lại vội vàng như vậy chứ? Phó thị trưởng Diêu có thể làm chứng cho tôi. Mỗi ngày trong tỉnh gọi đến 8 cuộc. Không biết khi nào họ sẽ tới. Có thể bây giờ họ đã tới rồi, âm thầm giám sát chúng ta. Tôi là cục trưởng sở cảnh sát. Tôi biết bây giờ nói chuyện này không thích hợp cho lắm, nhưng đây là nhiệm vụ. Người anh em, xin thứ lỗi. Cũng mong ông chủ đường lượng thứ cho khó khăn của anh em. Bao giờ thì niêm phong? Tôi đã cử người đến rồi. Quan thân bất do kỷ. Ai yêu cầu cậu dán niêm phong? Đây là mệnh lệnh của cục trưởng. Chính quyền tỉnh muốn chấn chỉnh trật tự, chấm dứt cờ bạc và cái điếm. Chúng tôi cũng nhận mệnh lệnh mà tới. Ban hành cái mệnh lệnh chết tiệt. Hôm nay là ngày kết hôn của tôi. Ai cho phép các người niêm phong? Đây là mệnh lệnh của cục trưởng. Chúng tôi không có cách nào. Phó cục trưởng Cao đâu? Tôi đây. Đại thiếu gia xin lỗi, khiến cậu cục hứng rồi. Ý ông là gì chứ? Tôi cũng bất đắc dĩ mới làm vậy thôi. Cấp trên ra lệnh niêm phong sòng bạc. Sòng bạc Vinh Hoa của chúng ta lớn nhất ở Thượng Hải. Đến tỉnh trưởng cũng đích thân chỉ thị. Không niêm phong, không cách nào khác nữa. Làm theo hình thức. Đợi qua đợt gió này rồi hắn mở cửa. Cậu thấy như vậy có được không? Phó cục trưởng Cao, ông biết hôm nay là ngày đại hỷ của tôi.
Giờ ông niêm phong chỗ của tôi. Ông chính là muốn đường Hầu Cường này khó xử, phải không? Tôi biết cậu kết hôn, nhưng mệnh lệnh là mệnh lệnh. Cậu xem, mọi người đến rồi, sớm hay muộn cũng phải niêm phong. Đại thiếu gia, cậu đừng tức giận. Cha tôi biết chuyện này không? Hầu Cường, phó cục trưởng Cao đang thi hành nhiệm vụ, không được cản. Các vị, hôm nay phó cục trưởng Cao thi hành mệnh lệnh cấp trên, khiến mọi người thất vọng rồi. Đường Anh Minh, tôi có quà cho mọi người. Tất cả khách ngày hôm nay đến nhà hàng và quán bar, mọi thứ hôm nay đều miễn phí. Tôi mời. Ông chủ đường, đại thiếu gia, tôi còn nhiệm vụ phải thi hành. Tôi đi trước. Một lần nữa, chúc đại thiếu gia tân hôn vui vẻ. Cáo từ. Rút. Lý do hôm nay không rõ, đừng xé vội. Trước kia ở Thượng Hải, Đường gia chúng ta nói một không hai, không ai dám khi dễ chúng ta. Bây giờ đã khác rồi. Cha tôi đã già, rất sợ phiền phức. Nhưng giờ hay rồi, có người buộc Đường gia chúng tôi đóng cửa sòng bạc. Đây chính là cưỡi đầu chúng tôi thải phân. Cục tức này nuốt được hả? Lần này mọi người cùng tôi ra ngoài làm việc. Quy tắc cũ, xong việc mỗi người được 50 đồng đại dương. Trên đường ai dám ngăn cản cứ giết không tha. Rõ chưa? Rõ rồi. Đường đại thiếu gia, sao anh rảnh rỗi ghé sòng bạc chúng tôi vậy? Tìm ông chủ các cậu nói chuyện. Không có ông chủ, hôm khác ghé đi. Vậy thì vào sòng bạc chơi, ủng hộ một chút. Đại thiếu gia, ở đây dành cho hội viên của câu lạc bộ. Đại thiếu gia không phải hội viên. Chúng tôi không dám để đại thiếu gia vào đâu. Tiểu tử, Thượng Hải có nơi tôi không thể tới sao? Tránh ra. Có đại ca không? Không có, chỉ có đại thiếu phu nhân. Anh ấy đi đâu rồi? Tôi không biết. Hầu Kiệt, là chú hả? Mau kêu họ thả tôi ra. Hầu Kiệt, sao lại vậy? Tôi không biết. Mở cửa. Đại thiếu gia không cho đại thiếu phu nhân ra ngoài. Có chuyện gì? Hầu Kiệt, đại ca chú cầm súng dẫn người ra ngoài rồi. Đi đâu? Đi tìm anh vợ của Cao Mập. Đặt đi, đặt đi. Ông chủ Từ, có phó cục trưởng Cao hậu thuẫn, tiền của bến Thượng Hải không phải đều do anh kiếm hết sao? Đâu có đâu, sau này phải nhờ mọi người tới ủng hộ. Không dám, không dám. Đường Hậu Cường tới. Tới thì tới, Đường Anh Minh còn không làm gì được tôi. Tôi sợ anh ta chắc. Một dạng.
Ông chủ Từ, nhà tôi có việc đi trước nha. Ông chủ Từ, tôi cũng... Sao hả? Không chơi nữa à? Hôm nay là ngày vui của Hằng Thuận này. Mỗi người đều được phát 20 đồng đại dương. Ai thua 100 đồng thì tôi bao. Thua cứ tính cho tôi, còn thắng thì được lấy. Tới đây. Đi phát hết cho tôi. Hôm nay ai làm tôi mất hứng, tôi đào mộ nhà người đó. Thì ra là Đường đại thiếu gia. Sao vậy? Có hứng thú tới chỗ tôi chơi à? Tự nhiên đi. Nghe nói sòng bạc ở bến Thượng Hải đều đóng cửa, chỉ còn lại chỗ nhà anh. Có việc này à? Nhưng chỗ này không phải sòng bạc, chỉ là bạn bè hứng lên thì ghé vào cùng chơi thôi. Anh không nghe tôi vừa nói gì sao? Tôi bỏ tiền, mọi người ở cùng nhau chơi vui thôi. Tôi mở ra để chơi vui thôi mà. Nếu như đại thiếu gia hôm nay tới đây để ở lại thì cũng là chơi cho vui thôi. Xin lỗi, trước giờ tôi không chơi như vậy. Vậy tôi hết cách rồi. Nếu đại thiếu gia không chịu chơi, vậy rõ ràng là không nể mặt tôi rồi. Cứ tự nhiên đi. Vậy hôm nay tôi phá lệ, nể mặt anh chơi hai ván. Được. Đại thiếu gia vui lòng chấp nhận. Vậy hôm nay tôi theo anh tới cùng. Nói người ở bên ngoài, hôm nay đóng cửa, chỉ cho ra không cho vào. Nếu ai dám xông vào, cứ đánh cho tôi. Dạ. Chị dâu, chị đừng vào. Ở trong xe chờ tôi. Không, tôi muốn đi với chú. Chị dâu, chị không rõ tình hình bên trong. Chị vào rất nguy hiểm. Cứ chờ tôi trong xe, có chuyện gì tôi sẽ nói chị biết. Được, chú phải đưa Hậu Cường về cho tôi. Còn nữa, chú cũng phải thật cẩn thận. Bây giờ đóng cửa rồi, chỉ cho ra không cho vào. Tôi là Đường Hào Kiệt, đại ca tôi đang ở trong. Không ai được vào, đóng cửa. Nhị thiếu gia, số hai người ở đây, sao không vào trong cùng đại ca? Anh ấy không cho vào chung. Nhị thiếu gia yên tâm, đại thiếu gia sắp xếp xong rồi. Sắp xếp cái gì? Lúc đó anh sẽ biết. Nhị thiếu gia, theo tôi. Nhị thiếu gia, rốt cuộc mọi người muốn làm gì? Đại thiếu gia dặn chờ anh ấy ra. Nhị thiếu gia yên tâm, đại thiếu gia sẽ có cách. Trước đây tôi đúng là coi thường anh quá. Giờ anh ỷ của em rể ở trong cục cảnh sát, dám kéo hết người ở chỗ của tôi. Khắp Thượng Hải ngoại trừ anh ra, không có ai dám làm vậy. Làm ăn dựa vào nhân khí, chân trên người của họ, họ muốn đi đâu tôi đành chịu. Nói vậy không sai,
Nhưng nếu anh ý thế hiếp người thì không thể nào nói được. Ý thế hiếp người, Đường gia các anh cũng có thực lực lắm mà. Tới em rể, tôi cũng phải chia ba phần. Chúng ta đều làm ăn ở Thượng Hải này, chắc là anh cũng hiểu quy tắc trên giang hồ. Dù là chuyện gì cũng phải để cho mình đường lui. Tôi tới Thượng Hải là để kiếm tiền, huống hồ cha anh cũng đã sa thải anh. Anh chạy đến đây nói câu này với tôi, có phải không đủ tư cách không? Bây giờ em trai của anh chịu trách nhiệm. Muốn nói phải để cậu ta nói. Bớt nói nhảm đi, anh muốn đánh cược mà. Chơi sao đây? Chúng ta đều mở sòng bạc, không nên chơi ăn gian. Chơi đơn giản một chút, cả hai cùng lật bài quyết định thắng thua, được không? Được. Vậy so lớn nhỏ. Cược cái gì đây? Nếu như Đường Hào Cường tôi thua, Đường gia ở Thượng Hải sẽ mãi mãi không mở sòng bạc. Tôi sẽ cuốn gói khỏi Thượng Hải. Được. Nếu như tôi thua, tôi sẽ đóng cửa từ hôm nay. Nếu như tôi thắng, trước khi anh cuốn gói khỏi Thượng Hải, phải đến Hằng Thuận này để tiếp khách một ngày, thay tôi đón khách tới lui. Làm việc gì cũng phải biết đến tiến lùi, nếu không người xui xẻo chính là anh. Tôi đối đầu với Đường gia các anh đó, anh có thể làm gì tôi? Đường gia chúng tôi làm việc thường chú ý đạo đức, nhưng cũng không để ai khi dễ mình. Nếu anh nhất quyết đối đầu thì không thể trách tôi. Anh đã rơi vào tay tôi, còn nói đạo đức cái chó gì. Thời buổi này có thế lực thì chính là ông nội. Anh đúng là ông nội, quá khen. Nào, sao bài. Ở dưới có 51 lá bài, chỉ có 4 lá lớn hơn thôi. Tôi không tin anh lại gặp may. Anh đóng cửa sòng bạc, cút khỏi Thượng Hải cho tôi. Không. Không. Là vinh hoa của Đường gia các anh ở Thượng Hải làm mưa làm gió. Muốn chơi xấu tôi à? Chơi xấu hả? Đúng. Tôi muốn chơi xấu đó. Muốn cắn tôi sao? Nếu đã chơi xấu thì tôi có cách đối phó với kẻ chơi xấu. Anh cảm thấy hôm nay có cơ hội đối phó với tôi hả? Tôi ghét anh. Mở sòng bạc tiếp tục kiếm tiền.
Cùng lắm anh chỉ là con ma xui thôi. Xem ra anh thật sự muốn kiếm chuyện với tôi, đúng không? Đúng rồi, anh nói quá đúng. Tôi còn muốn nói cho tất cả mọi người ở Thượng Hải biết, ai dám bước vào Vinh Hoa nửa bước thì tôi sẽ không tha. Nổ súng đi, mau nổ súng đi. Tôi không chuẩn bị mà dám đến đây sao? Nếu anh đã phá quy tắc giang hồ, vậy chúng ta sẽ làm việc theo quy tắc. Không muốn đóng cửa sòng bạc thì để tôi giúp. Tôi nổ bom là mất luôn. Hổ, đại thiếu gia, đem nhốt hết mấy người này vào trong phòng, rồi mở cửa cho các anh em vào đây. Tôi biết rồi, đi. Đại thiếu gia, nhị thiếu gia, người chết rồi. Giết người, Đường Hào Cường giết người rồi. Anh rể tôi chết thật rồi sao? Chết rồi. Tôi nghe bên trong có tiếng súng, sau đó có người la lên, anh rể ngài chết rồi. Ai nổ súng? Đường Hào Cường. Anh ta tới gây sự, chắc chắn là anh ta. Cút đi. Các anh em, nghe kỹ đi. Giết người đền mạng. Đường Hào Cường mà ra, cứ nổ súng cho tôi. Nghe lệnh của tôi. Chuẩn bị. Đừng nổ súng. Đừng nổ súng. Đừng nổ súng. Đường Hào Cường giết người, trên tay có súng. Cục trưởng đại nhân, anh ấy là chồng tôi, chúng tôi vừa lấy nhau, xin ngài tha cho anh ấy. Giết người đền mạng. Đường Hào Cường công khai nổ súng giết người. Tôi sẽ không tha đâu. Người đâu, kéo cô gái này đi mau. Không, đừng mà. Đi. Đại nhân, đại nhân, nghe lệnh của tôi. Đừng ra ngoài, họ muốn giết anh đó. Chuẩn bị. Hào Cường, đừng ra ngoài, họ muốn giết anh. Hào Cường. Mẹ, 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 mẹ. Mẹ, ai cho các người nổ súng? Chưa có lệnh của tôi, không được nổ súng bậy. Mẹ. Hầu Kiệt là con. Hầu Cường đâu? Mẹ, đại ca không sao. Đại ca không sao. Mẹ, mẹ. Nói với bà con, mẹ, mẹ không chờ được ông ấy. Mẹ, mẹ, buông tôi ra, buông tôi ra. Người đâu, bắt Đường Hào Kiệt lại cho tôi. Dẫn đi. Mẹ, 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 mẹ. Vũ Linh, chăm sóc mẹ. Nói với Hào Cường, người do tôi giết là tôi giết người. Hào Kiệt, đi vào sòng bạc điều tra. Nếu là người của sòng bạc thì đưa hết về cục cảnh sát. Hào Kiệt, đi.
Đường phu nhân, tôi xấu hổ với bà. Đời bà ăn chay niệm Phật nhưng lại bị như vậy. Tôi sẽ đòi công bằng lại cho bà. Công bằng? Nếu thị trưởng nói tới công bằng, vậy tôi muốn có công bằng. Vợ tôi sao lại chết dưới đạn súng? Bà ấy có tội gì chứ? Ông chủ đường, tôi nói rồi, do bà ấy tự chạy tới, tôi cũng không muốn giết bà ấy. Nếu không phải anh hạ lệnh nổ súng thì sao Mỹ Cúc lại chết? Huống hồ dù Mỹ Cúc không chết thì Hào Kiệt cũng bỏ mạng. Anh thân là cảnh sát, sao lại coi mạng người như rác? Có người báo cáo nghi phạm giết người có cầm súng. Tôi cũng đề phòng lỡ như, cho nên không thể làm như vậy. Ai mà ngờ đường phu nhân lại chạy tới. Đây là điều ngoài ý muốn. Anh nói nghi phạm giết người là con trai tôi Đường Hào Kiệt phải không? Cậu ấy thừa nhận rồi. Chính mắt anh thấy nó nổ súng giết người sao? Trong tay nó lúc đó có súng không? Dù đúng là Hào Kiệt giết người, anh cũng phải bắt lại để điều tra rõ ràng, rồi xử lý công bằng. Nếu không phải anh rể anh mở sòng bạc, nếu người bị giết không phải anh rể anh cũng sẽ làm vậy sao? Ông chủ đường, tôi hiểu tâm trạng của anh. Nhưng phó cục trưởng Cao cũng thừa nhận là xúc động nhất thời mới gây tai nạn. Nhưng chuyện cũng có lý do. Con trai ông Đường Hào Kiệt nổ súng giết người trước, chuyện này là có thật. Được, cho dù Hào Kiệt giết người thì cũng có lý do. Rõ ràng anh nói đóng cửa tất cả sòng bạc ở Thượng Hải, lại cố tình để sòng bạc của người thân mình mở cửa làm ăn. Đây là tại sao? Không lẽ anh gạt thị trưởng, tự tiện niêm phong sòng bạc là để kiếm tiền, để anh rể anh kiếm tiền sao? Hầu Kiệt và Hầu Cường chẳng qua chỉ muốn kiểm chứng sự thật mới đến sòng bạc đó. Kết quả anh rể cục trưởng Cao giơ súng nhắm vào họ trước. Họ bất đắc dĩ mới nổ súng tự vậy. Chẳng lẽ đây cũng là cố ý giết người sao? Ông nói bậy, rõ ràng con trai ông nổ súng trước, có nhân chứng có thể chứng minh. Tôi cũng có nhân chứng, họ đều ở đây. Đây đều là người của Đường gia, đương nhiên đứng về phía ông rồi. Sòng bạc đông người đều có thể làm chứng. Lúc đó tôi chấp hành công vụ. Giờ là thời chiến, với người cầm súng chống đối, tôi có quyền giết chết tại chỗ, không kể tội gì. Được, anh nói như vậy chính là thừa nhận anh rể mình vi phạm mệnh lệnh của chính phủ, tự mình mở sòng bạc. Anh ta trái luật trước, anh không điều tra rõ ràng, đã lạm dụng chức quyền, công lý ở đâu? Đường Anh Minh, tôi cho ông biết, Đường Hào Kiệt tự thừa nhận đã giết người, đây là tội chết. Bây giờ ông lại bắt cóc con trai tôi, lấy chuyện đó áp chế tôi. Tôi thêm một bực, ông dám động một cọng tóc của nó thì chờ nhặt xác Đường Hào Kiệt đi. Con trai của anh mất tích, đáng tiếc quá. Anh có đứa con này cũng không dễ dàng đâu. Tôi không bắt cóc con anh, bày trò này trước mặt thị trưởng. Nếu anh không có chứng cứ thì là ngậm máu phun người. Vợ tôi xương cốt chưa lạnh, con trai anh bị bắt quan. Tôi xin thị trưởng làm chủ, trả lại công bằng cho tôi. Được, nếu ông chủ đường một mực đòi công bằng, tôi thân là thị trưởng cũng phải làm việc công bằng. Chờ điều tra xong mọi chuyện, tôi nhất định xử lý theo luật, cho dù ai phạm luật cũng không bỏ qua. Cáo từ. Đường Anh Minh, mau thả con trai tôi ra, nếu không thì Đường Hầu Cường cũng bị bắt. Pháp luật là tôi là pháp luật. Để xem Đường Anh Minh rốt cuộc có mấy đứa con để đền. Ít ra tôi có 2 đứa con trai, anh chỉ có 1. Được, chúng ta chờ xem. Mọi người lui xuống đi. Nói, nghe nói ông chủ đường cũng từng là người luyện võ, hơn nữa tinh thông kiếm thuật Trung Quốc. Tôi cũng thích kiếm đạo của Nhật. Tôi muốn so tài với ông chủ đường, xem thử rốt cuộc là kiếm thuật nào cao minh hơn.
ông đồng ý không? Đã mấy chục năm tôi không động vào kiếm. Xem ra, ông chủ đường quả thật là không bằng lòng chỉ giáo rồi. Cũng được. Lỡ như ông chủ đường bại trong tay tôi, nói ra ngoài thì cũng làm tổn hại danh tiếng của ông. Được, tôi không miễn cưỡng. Tôi còn chưa nói xong mà. Đã mấy chục năm không động vào kiếm, nhưng hôm nay tôi phá lệ. Được, ông đi lấy kiếm. Kiếm ở đây. Ở đâu vậy? Đây chính là kiếm. Kiếm đạo Nhật chẳng qua chỉ có vậy. Ông chủ đường, kiếm pháp của ông cao minh, nhưng con người ông quá bảo thủ. Ông biết bến Thượng Hải sắp là thiên hạ của người Nhật chúng tôi rồi. Ông nên biết thức thời đi. Nếu ông đồng ý nhường con thuyền này cho chúng tôi, dĩ nhiên tôi có thể để ông làm chủ của Vinh Hoa. Trừ phi tôi chết. Anh giúp cho Hoa nhảy máu. Về để cục trưởng bắn anh một phát. Từ từ giơ tay lên. Bàn tay kia.
Đi. Anh muốn giết tôi. Bây giờ có thể ra tay rồi. Bây giờ tôi muốn xem thử cô có phải là người tôi đoán hay không. Tháo mặt nạ xuống. Anh không bắn tôi chết. Không biết gì hết. Đã lâu không gặp. Mạnh tiểu thư, sao hôm nay lại tới giết Cao Mập vậy? Có phải Du Quan giá họa cho tôi không? Tôi chỉ muốn cứu Hậu Kiệt. Cứu em trai tôi. Từ lúc nào mà Qua Nhảy Máu trở nên đứng về phe chính nghĩa vậy? Anh ấy không phải là tay nghịch súng. Anh ấy không đáng chết. Anh ấy vô tội. Vậy cô giết những người kia trên cửa hiệu Vinh Hoa, ai nấy đều đáng chết sao? Đây là mối thù giữa tôi và Đường Gia mấy anh. Một ngày một đêm cũng không nói rõ được. Bây giờ tôi chỉ muốn cứu Hậu Kiệt. Hậu Kiệt là em trai tôi, tự tôi sẽ cứu nó. Có phải món nợ của chúng ta cũng nên tính rõ ràng. Bây giờ tôi thật sự rất muốn bắn cô một phát cho chết. Cái gì? Anh kêu tôi đưa Đường Hào Kiệt về cho ông ta. Vậy con trai tôi phải làm sao? Lúc nãy Đường Anh Minh còn cử người tới giết tôi. Sao tôi có thể tha cho ông ta? Đường Anh Minh là người thông minh ra sao? Ông ta sẽ không làm chuyện tuyệt tình. Ông ta chắc chắn sẽ đưa con trai anh về. Chỉ cần tôi làm thị trưởng, tôi sẽ bắt Đường Anh Minh lại. Tôi lục soát nhà ông ta. Anh biết ông ta có bao nhiêu tiền không? Anh đừng cứ nhớ tới tiền nữa. Đợi quân đội của chúng tôi vào đây, thứ mà chúng tôi muốn là sự thịnh vượng. Đây cũng là nguyên nhân tại sao tôi muốn giữ Đường Anh Minh. Ông ta có thể khiến Thanh Bang, Hồng Bang và bọn rắn địa phương của Thượng Hải nghe theo sự chỉ huy của tôi. Điều này các anh không làm được. Vậy nếu ông ta kiên quyết không chịu nghe theo chúng ta thì sao? Dễ thôi. Còn một người luôn muốn giết Đường Anh Minh. Chúng ta không ra tay, ông ta cũng sẽ ra tay. Tới lúc đó, chúng ta chỉ lấy danh nghĩa duy trì trị an mà lên thuyền, danh chính ngôn thuận. Người đó là ai? Chính là Mạnh Lão tiên sinh. Ông ta chuẩn bị từ lâu rồi, cũng sắp hành động rồi. Anh chỉ cần thả Hậu Kiệt ra, chuyện sau đó dĩ nhiên sẽ có người xử lý. Vậy nếu ông ta đội hung thủ thì tôi biết làm sao? Anh tùy tiện tìm ra con ma chết thay không phải xong à? Hiểu rồi, tôi đi dẫn người. Nhưng cửa hiệu Vinh Hoa quá nguy hiểm. Bây giờ Đường Anh Minh đang rất tức giận, có ý muốn giết tôi. Tôi hẹn ông ta ra ngoài, hẹn tới nơi hành quyết ở ngoài ô phía nam. Nói ra cũng vì muốn ông ta lấy hung thủ đền tội. Chuyện này anh tự liệu mà làm đi. Murata tiên sinh, cảnh sát của tôi thật vô dụng. Tôi hy vọng anh có thể âm thầm cử người bảo vệ tôi. Được, tôi cử vài người đi theo anh. Ông chủ đường, ồ, lãnh sự đại nhân cũng tới sao? Cục trưởng Cao, nhanh vậy đã bắt được hung thủ, thật sự không đơn giản. Ông chủ đường, quá khen rồi. Chuyện nhị thiếu gia giết người, tôi đã điều tra rõ ràng. Cậu ấy vô tội, lập tức phóng thích. Sở dĩ mời ông chủ đường tới đây, chủ yếu là muốn bồi thường. Lúc trước đắc tội nhiều người, đám anh em phải chịu trách nhiệm, không dám lơ là. Mong ông chủ đường thông cảm bỏ qua. Thả người, thả nhị thiếu gia ra. Cục trưởng Cao, Hào Kiệt vô cớ bị nhốt, mong đại nhân giải thích đàng hoàng. Vợ tôi chết thảm, anh nên hỏi hai vị lãnh sự nói tôi biết. Bà ấy đã làm gì?
Tại sao bị đám cảnh sát mấy anh đánh chết? Liên quan đến chuyện nhị thiếu gia có dính líu đến bắn chết người, tôi đã điều tra rõ ràng. Chuyện đó là nguyên nhân phòng vệ chính đáng. Tôi là cục trưởng cảnh sát, không hạn chế nghiêm ngặt, xảy ra thảm án như vậy. Một lần nữa, tôi xin bày tỏ lời xin lỗi sâu sắc đến ông chủ đường. Nhưng chuyện này, tôi đã điều tra kết quả rồi. Tôi đã bắt được hung thủ giết người về quy án. Người đâu? Giải người lên đi. Cậu ta chính là hung thủ nổ súng giết chết Đường phu nhân. Ông nói nhảm, vu cáo hãm hại. Anh ấy không thể là hung thủ giết mẹ tôi. Cậu ta chẳng những đã giết Đường phu nhân, còn giết đám anh em trong cục của tôi. Tôi có nhân chứng. Cục trưởng Cao, tôi muốn chính miệng cậu ta nói với tôi là cậu ta đã giết vợ tôi. Làm sao một người cứng đầu như vậy có thể thừa nhận? Hôm nay tôi đảm bảo với ông chủ đường, cậu ta chính là hung thủ giết người. Sở dĩ tôi đưa cậu ta tới chính là muốn hành quyết cậu ta ngay trước mặt ông, để an ủi vong linh trên trời của Đường phu nhân. Mạnh Thâu, cục trưởng Cao, ông còn chưa xét xử mà đã xử chết người. Như vậy hình như không hợp pháp. Bây giờ là thời chiến, tôi có quyền hành quyết những người gây nguy hại cho an toàn xã hội. Chuẩn bị, dừng tay. Sao chứ? Chính cô bắt cóc con trai tôi. Không sai. Tôi nói cho ông biết, tôi chính là Qua Nhài Máu. Qua Nhài Máu? Mạnh Thư, cô đang nói gì? Tôi nói cho ông biết, tất cả đều do tôi giết. Đệ tử của Đường Anh Minh cũng do tôi giết. Đặng Tư Lệnh cũng do tôi giết. Ngay cả anh vợ của ông cũng do tôi giết. Không liên quan đến người khác. Ông thả cậu ấy ra, tôi trả đứa nhỏ lại cho ông. Nhiều họng súng đang chỉ vào cô. Cô dám làm loạn? Ông không tin cứ thử xem. Tất cả bỏ súng xuống cho tôi. Thả cậu ta ra. Chị, khoan. Trả con lại cho tôi trước. Tôi sẽ đưa cậu ta cho cô. Nếu không chúng ta một mạng đổi một mạng. Chúng ta trao đổi cùng một lúc. Được. Con trai bảo bối, con trai. Đứng lại. Nói cho tôi biết, cô là ai? Tôi chính là Qua Nhài Máu. Chị Mạnh Thư, sao cô có thể là Qua Nhài Máu? Được. Hôm nay chúng ta hãy cho một cái kết. Cô nói cho tôi biết, tại sao cô giết nhiều đệ tử của tôi như vậy, còn hãm hại tôi? Đó là gì? Mạnh Thư! Hậu Kiệt, đưa cô ta lên thuyền, để tam thúc của con chữa trị đàng hoàng. À, muốn nghe khẩu cung. Đứng yên, bỏ xuống xuống. Lão gia, họ là người Nhật. Đứng yên. Cục trưởng Cao, tôi thật không ngờ trong đồn cảnh sát của anh lại có người Nhật. Chuyện này chắc chắn có hiểu lầm. Nếu có gián điệp Nhật lẻn vào đồn cảnh sát của tôi sẽ quay về thẩm vấn cẩn thận. Người đâu? Có. Đưa những người Nhật này trở về cùng cho tôi. Rõ. Mạnh Thư, cố gắng lên Mạnh Thư. Chị Mạnh Thư, chị Mạnh Thư, cố gắng lên. Cố gắng lên Mạnh Thư. Em trai, cuối cùng chị cũng tìm thấy em rồi.
chị không thể chăm sóc em, để em chịu khổ. Không có đâu chị, không đâu. Sau này em có một mình, phải sống cho thật tử tế, sống vui vẻ như trước đây, biết không? Em biết rồi, em biết rồi. Chị sẽ luôn dõi theo em, luôn phù hộ cho em. Chị sẽ nhớ em. Chị Mạnh Thư, Mạnh Thư, cố gắng lên Mạnh Thư. Hậu Kiệt, anh có biết hôm đó em muốn hôn anh biết mấy? Em muốn đồng ý gả cho anh. Xin lỗi, em muốn gả cho anh. Em đồng ý. Xin lỗi. Không sao, ráng lên, ráng lên Mạnh Thư. Hậu Kiệt, em yêu anh. Chị, tôi thành toàn cho ông. Tam Thúc, không được bắn. Anh không sao chứ? Tam Thúc, chú biết người này là ai phải không? Con nói chú biết, con gái ông ta Mạnh Thư chính là Hoa Nhài Máu. Đường gia chúng ta chết nhiều người như vậy toàn là do ông ta hại. Mẹ con cũng bị ông ta hại. Em trai con Hầu Kiệt cũng do ông ta bắt. Đúng lúc Tam Thúc ở đây, con giết ông ta trước mặt chú, trừ đi mối hại cho đường gia chúng ta. Hầu Cường, con không thể giết ông ta. Ông ta là Hoàng Đại Di, cha ruột của con đó. Tôi nghĩ ông sẽ đưa tiễn Mạnh Thư. Con ơi, con chịu cực khổ như vậy đều là do ba hại con. Ba biết con không yên tâm nhất là Mạnh Thao. Không cần lo, ba sẽ sắp xếp tốt. Mỹ Cúc, bà hãy đợi tôi. Tôi nhất định sẽ đến bầu bạn với bà. Ông rốt cuộc là ai? Tôi là ai? Tôi là một con ma, một người suýt nữa bị ông thiêu chết hơn 20 năm. Hoàng Đại Di, Đại Di, điều này không thể. Đây tuyệt đối không thể nào. Ông không phải chết rồi sao? Nếu ông là Hoàng Đại Di, vậy thì ông biết người phóng quả không phải là tôi. Không phải ông thì là ai? Tôi đến đây chính là để báo thù. Mạnh Thao, cậu dẫn em tôi về trước đi. Hầu Kiệt, Nhị ca, anh muốn đi đâu? Hầu Kiệt, anh đi xem ba chút. Anh không thể đi. Vì sao? Không vì sao cả, anh không được đi. Mạnh Thao, cậu có phải có gì đó giấu chúng tôi không? Có phải có người hại ba tôi nên ba mới kêu chúng tôi đi trước không? Hai người đừng quản nhiều như vậy nữa, đi thôi. Mạnh Thao,
Chỉ nói là chuyện của tôi. Họ nói muốn tự giải quyết. Họ là ai? Anh đừng quán nhiều như vậy. Mạnh Thâu, rốt cuộc là chuyện gì? Nói cho tôi nghe. Chuyện này liên quan đến tính mạng của ba tôi. Nói. Nhị ca anh buông ra đi. Mạnh Thâu, anh mau nói đi. Rốt cuộc chuyện này là sao? Nói. Là Hoàng Đại Di. Ông ấy nói muốn tìm ba anh giải quyết chuyện ngày xưa. Hoàng Đại Di, Nhị Thúc, ông ấy không phải chết rồi sao? Ông ấy chưa chết. Ông ấy nói năm đó là do ba cô phóng hỏa hại chết cha mẹ tôi, cũng thiêu chết ông ấy. Ông ấy muốn tìm ba cô báo thù. Sao không nói sớm? Hầu Kiệt, Hầu Kiệt. Được quan. Họ không muốn chúng ta kẹp ở giữa. Họ muốn tự giải quyết. Mạnh Thao, sao anh còn không hiểu? Họ chỉ giết tới giết lui. Người chết sau cùng đều là người vô tội. Như chị của anh, mẹ của tôi. Nếu chúng ta bị kẹp ở giữa thì chúng ta có quyền biết năm đó rốt cuộc xảy ra chuyện gì. Đại ca, anh cho rằng người phóng hỏa là đại ca, nhưng đại ca tận mắt nhìn thấy có người ném lửa vào bên trong. Ông ta đang lừa cậu. Vì ông ta không muốn cậu biết. Ông ta chính là tên súc vật hại chết huynh đệ. Nhị đệ, nếu như anh giết em, anh hạ tất ngay cả Mạnh đại gia cũng giết chứ. Nếu anh muốn giết em thì anh thiếu gì cơ hội. Em không nghĩ mà xem, chúng ta ngày ngày cùng nhau giàu sinh ra tử. Nếu anh thật sự giết em, anh sẽ nghĩ cách gọn ghẽ. Hà tất gì anh lại mạo hiểm phóng quả chứ. Hơn nữa sau khi phóng quả, anh lại xông vào trong cứu em và Mạnh đại gia làm gì? Nhị ca, anh thật sự hiểu lầm đại ca rồi. Tôi không hiểu lầm ông ta. Chính miệng ông ta nói hận không thể phóng quả giết tôi. Anh chỉ là tức giận nhất thời. Anh thật sự không hại em. Ông đang xảo biện. Nhị ca, nhị đệ, nếu thật sự em giết anh có thể kết thúc tất cả thì em nổ súng đi. Anh hy vọng ân oán chúng ta đừng truyền tới đời sau này. Đại ca, đi, đại ca. Đường Anh Minh, ông lại thiết kế mai phục hại tôi. Nhị ca, không phải chúng tôi thiết kế mai phục. Hồ Nam, chính là cậu giúp Đường Anh Minh hại tôi. Hậu Cường, con mau đi đi, mặc kệ ba. Ba sẽ liên lụy đến con, mau đi đi. Không sao chứ? Không sao. Đại ca, lần này sự hiểu lầm của Đại Di với chúng ta càng sâu hơn. Những người này tại sao lại muốn giết mọi người? Bà đoán chắc là người Nhật. Người Nhật? Nên chúng ta lập tức quay về đi, bàn bạc kỹ hơn. Đại ca, chị Hào Cường và Đại Di thì sao? Sau khi chúng ta về, phái người đi tìm họ. Tiền thối của anh nè. Đây. Nè, đợi chút. Mudrata, tôi biết thuốc của ông dùng sắp hết rồi, nên đến đây đưa cho ông. Cảm ơn ngài. Đừng khách sáo. Hoàng Đại Di, ông thành như vậy là do tôi hại đó. Ông nói cái gì? Tôi nói cách đây 20 năm căn nhà đó là do tôi phóng hỏa. Ông
Ông yên tâm đi đi, tôi nhất định sẽ báo thù cho ông. Hy vọng ông dưới cửu tuyền trong lòng có thể có chút an ủi. Hằng năm vào ngày này tôi sẽ đến thắp hương, đốt giấy vàng mã cho ông. Hoàng Đại Di chết rồi. Trước khi ông ấy chết, dùng máu của mình viết tên Murata trên bàn. Tất cả những chuyện xảy ra của Đường gia đều là do Murata chủ mưu đằng sau. Ông ta giết Hoàng Đại Di chỉ để diệt khẩu. Chuyện của Murata con đã chuẩn bị xong rồi. Rất hy vọng ba có thể giúp con. Ông chủ Đường, tôi muốn chúng ta có thể thảo luận một chút. Anh với tôi không có gì để nói cả. Ông chủ Đường, trên thế giới không có kẻ địch vĩnh viễn, chỉ có lợi ích. Tôi chính là vì lợi ích của ông mới đợi ông ở đây. Ông chủ Đường, chúng ta có thể làm giao dịch chứ? Giao dịch? Tôi với anh có gì mà giao dịch chứ? Ông chủ Đường, giữ lại ông cũng không phải chuyện gì quá khó. Ông đã không phải trùm Thượng Hải ngày xưa nữa rồi. Kinh doanh trên đất Thượng Hải đã đổi chủ. Ông đã không phải Đường Anh Minh muốn làm gì thì làm rồi. Ông chủ Đường, vẫn là câu nói đó, ông giao Vinh Hoa cho tôi. Murata tiên sinh, vậy tôi cũng nói rõ với anh, Đường Anh Minh tôi thà chết cũng sẽ không làm con chó Hán Giang theo đuôi người Nhật. Đường Anh Minh, tôi cũng có thể nói với ông, nếu tôi không có được Vinh Hoa, một mồi lửa cũng có thể thiêu rụi Vinh Hoa. Đường Anh Minh, ông đừng quên chuyện nhị đệ của ông Hoàng Đại Di năm đó bị cháy. Vụ cháy năm đó là do anh đốt sao? Đúng, là tôi. Tôi chỉ tiếc là ngọn lửa lớn đó không thiêu chết ông. Murata tiên sinh, anh nói tôi nghe, năm đó ba huynh đệ chúng tôi có thâm thù đại hận gì để anh làm như vậy? Châu báu, nếu không phải nhờ những châu báu mà ông đã lấy từ quân đội Nhật Bản của chúng tôi khi đó, thì Đường Anh Minh ông có thể có được ngày hôm nay sao? Có thể có được Vinh Hoa sao? Châu báu, đó là châu báu của người Trung Quốc. Đó là châu báu giữ trong chùa Hương Hà Đại An, là cống phẩm lễ vật của Hoàng đế Đại Thanh chúng tôi. Sau khi đồng minh tám quốc của anh tiến vào Trung Quốc, anh đã đốt cháy chùa Đại An và cướp số châu báu này. Sao lại là của các anh chứ? Đúng, những lời ông nói rất đúng. Chỉ cần ông đưa châu báu cho tôi, Vinh Hoa của ông vẫn có thể tiếp tục kinh doanh. Chỉ cần ông đồng ý không chống đối lại chúng tôi, thì tôi bảo đảm ông vẫn có thể hô mưa gọi gió ở Thượng Hải. Được, tôi đồng ý. Nhưng tôi có một điều kiện. Nói. Ông phải công khai chân tướng sự thật, vụ nổ Hoàng Đại Di, trả lại sự trong sạch cho tôi. Được, tôi đồng ý.
Murata tiên sinh, giao dịch của chúng ta có thể nói sau. Tạm biệt. Con khiêng thứ gì lên thuyền vậy? Hoàng Đại Di chết rồi, bị người ta bắn chết rồi. Ông chủ đường, chúng tôi nhận được tin báo nói Dình Hoa buôn lậu thuốc phiện sống. Đây là lệnh lục soát. Xin lỗi, tôi phải lục soát kỹ lưỡng. Ông chủ đường, cũng phải làm phiền ông đi theo chúng tôi. Mời. Lên thuyền lục soát. Không được nhúc nhích. Tránh ra. Mở thùng này ra cho tôi. Dạ. Niêm phong tất cả những cái thùng này cho tôi. Trong thùng khác không phải thuốc phiện sống. Bớt nhiều lời, mang đi. Các người đánh ký hiệu trên thùng rồi. Mang đi. Những thùng khác không phải thuốc phiện, thả tôi ra. Mang đi. Xảy ra chuyện gì? Ông chủ đường, màu thuốc phiện sống của ông không tệ nha. Tôi biết gần đây việc kinh doanh của Dinh Hoa không tốt lắm, nhưng đây là kinh doanh phạm pháp. Kinh doanh phạm pháp sao ông có thể làm được chứ? Ông ta du quan, trong thùng khác không phải thuốc phiện sống. Ông chủ đường, tôi phải kiểm tra niêm phong Dinh Hoa. Mời người thân của ông đi một chuyến với tôi. Những thứ này không phải của chúng tôi, là anh ta vừa đưa lên thuyền. Đại thiếu gia, những thứ này đều là của cậu sao? Các vị bạn bè trong giới truyền thông, tôi xin tuyên bố cho các người một tin tức. Tôi căn bản không phải con trai ruột của Đường Anh Minh tiên sinh. Ngoài ra, tôi lần nữa tuyên bố, bắt đầu từ bây giờ, tôi sẽ đoạn tuyệt quan hệ với Đường gia. Còn nói đến thuốc phiện sống này, sáng nay tôi lên thuyền nhìn thấy một vài người khiêng những thứ này rồi. Còn là ai? Đó vẫn là mời cục trưởng Cao quyết đoán sau cùng. Đường Hầu Cường tên khốn kiếp, anh đúng là lòng lang dạ sói. Anh giúp bọn Nhật, anh không chết yên đâu. Định bao giờ tấn công? Đường Anh Minh hiện đang được bảo vệ bởi quân đội thập cửu lộ, hiện giờ rất khó tấn công. Nhưng sau một khoảng thời gian, quân đội thập cửu lộ sẽ rút phòng thủ, lúc đó tấn công sẽ dễ dàng hơn. Anh nói rất đúng. Ngoài ra, ngài Murata, trước khi quân đội của anh tiến vào Thượng Hải, tốt nhất đừng gây ra bất kỳ sự cố lớn nào. Chuyện này không cần anh nhắc, tôi cũng biết. Đại ca, Lão Tam, em nhanh chóng thu dọn những thứ này cùng Hào Kiệt rời thuyền.
Sao vậy? Xảy ra chuyện gì? Bây giờ chưa có. Anh dự đoán không qua 2 ngày nữa, người Nhật sẽ cưỡng chế lên thuyền. Vì vậy mọi người phải rời đi. Còn anh? Yên tâm đi. Người Nhật muốn đuổi anh đi, làm gì có chuyện dễ dàng như vậy. Anh sẽ có cách. Lão Tam, em đi dục Bào Thiên Bằng, hãy mang tiền đến cho anh ngay. Ba, mọi người chuẩn bị xong rồi, ở tại phòng khách. Đi. Các vị huynh đệ, mọi người cùng Đường Anh Minh tôi giàu sinh ra tử, đấu tranh đẫm máu mới làm ra công việc kinh doanh gia đình ngày hôm nay. Hôm nay tôi muốn nói với mọi người, tất cả đều là anh em của tôi. Tôi chân thành cảm ơn mọi người vì tất cả những gì đã làm cho Đường gia, cho Vinh Quang. Bây giờ Vinh Quang đang ở trong tình thế bấp bênh, đã trở thành một cái gai trong mắt người Nhật. Họ luôn muốn chiếm giữ cửa hiệu Vinh Quang. Bọn họ sẽ nhanh chóng lên thuyền. Tôi yêu cầu tất cả rời khỏi đây ngay bây giờ. Chúng tôi không đi, chúng tôi ở lại, chúng tôi chiến đấu với họ. Tôi không thể để mọi người liều mạng. Chính phủ đều đã không chống cự lại người Nhật Bản rồi. Chúng ta chỉ có vài người như vậy, có thể chiến đấu được không? Ở đây có mấy chục ngàn bạc, mỗi người lấy một ít. Ai có người thân thì lấy nhiều hơn. Dùng số tiền này đi đến một nơi ổn định cuộc sống gia đình sau này. Lão gia, chúng tôi không đi, chúng tôi chết sống cùng cửa hiệu Vinh Quang. Lão gia, tôi không nhà không nghề, tôi ở lại. Trước đây ông cứu cha tôi nói chỉ cần ông ở lại thì tôi sẽ không đi. Lão gia, mọi người đi cùng ông, dù ông đi đến đâu chúng tôi sẽ đi theo. Lão gia, chúng tôi không đi. Tình cảm của mọi người tôi mãi mãi không quên. Nếu mọi người vẫn coi tôi là lão gia, tất cả hãy cầm tiền và rời đi. Nhưng có một câu mọi người phải ghi nhớ, chúng ta đều là người Trung Quốc. Bất kể kinh doanh loại hình gì, kiếm tiền gì đi nữa cũng không được làm hãng gian, không được kinh doanh trái lương tâm, đạo đức. Nếu trong số các vị có người làm không được, để Đường Anh Minh biết thì tôi sẽ không tha thứ. Ba, tại sao giải tán tất cả mọi người? Con không cần quan tâm. Đi gọi Quang Nhi và Mạnh Thao quay về. Ba có chuyện cần tìm chúng. Bọn họ xuống thuyền rồi. Giờ đã là khi nào rồi mà còn đi lung tung? Gọi chúng về. Sao rồi? Đại ca, Bào Thiên Bằng đã gửi mọi thứ đi rồi tắt điện thoại. Nhưng em nghe giọng điệu không phải của anh ta. Dường như có tiếng. Không lẽ có chuyện gì xảy ra? Không phải chứ. Mặc dù không trở thành thông gia, nhưng anh ấy luôn lịch sự với tôi. Lão gia, đây là Bào gia, lão gia đặc biệt phái người gửi đến cho ông. Lui đi. Em quen không? Không quen.
Ông chủ đường, đây là đầu của một người họ Đổng, trị giá 2 triệu. Anh ta là quý đại công tử đặc biệt phái tới, dụ dỗ nhị tiểu thư nhà tôi nhằm tạo tai tiếng, quỷ hồn. Nhị tiểu thư nhà tôi bị mê muội, quỷ hoại thanh danh của nhà tôi. Nhị tiểu thư không chịu được nhục nhã, uống thuốc độc tự tử. Sau khi tiêu hết số tiền đường thiếu gia cho, tên ác ôn này tuyệt vọng muốn quay lại dụ dỗ con gái tôi. Sau khi bị tôi bắt được, hắn đã thú nhận mọi chuyện. Tôi ra lệnh cho hắn để lại lời khai và chặt đầu hắn gửi đến đây. Phí tang lễ của tôi làm cho nhị tiểu thư là 2 triệu. Từ nay về sau, gia đình tôi và anh từ đây ân đoạn nghĩa tuyệt. Tôi muốn kết thân với Bào gia, ép Hậu Cường đính hôn. Không ngờ lại có kết quả như vậy. Đại ca, chúng ta phải làm sao? Lão Tam, nhanh chóng đưa Hào Kiệt và những người khác đến ngôi nhà cũ ở thị trấn Đại Hà, càng nhanh càng tốt. Được. Như vậy là sao đây? Đại thiếu gia, tôi chỉ đi vào muốn đợi anh ở đây. Bọn họ làm vậy với tôi. Thuộc hạ của Đường đại thiếu gia quả nhiên là trung thành tận tụy. Vô cùng xin lỗi ngài Murata. Thu súng lại. Đại thiếu gia, thu lại. Đưa súng cho tôi. Rất xin lỗi ngài. Người anh tìm lúc nãy tại sao không động thủ? Nếu không phải thuộc hạ của tôi nổ súng, đám bạo dân đó nhất định không chịu giải tán. Ngài Murata, hiện trường có nhiều phóng viên như vậy, nếu như làm ầm sự việc lên, anh không sợ phía trên truy xét trách nhiệm anh sao? Phóng viên thì sao? Chính phủ Anh Pháp đã quyết định không can thiệp lễ đóng quân của Nhật Bản ở Thượng Hải. Nơi đây chính là thiên hạ của chúng ta. Hậu Cường, không phải anh trở nên mềm lòng rồi chứ? Ngài Murata, tôi không quan tâm chính trị. Tôi chỉ quan tâm có thể nhanh chóng lật đổ Đường Anh Minh. Tôi nghe nói ngày mai bọn họ sẽ tiếp tục bãi công đình công, vẫn tiếp tục ra bến tàu kháng nghị quân đội của chúng ta lên bờ. Ngày Murata, việc này anh có thể yên tâm. Ngày mai việc như vậy sẽ không xảy ra. Còn nữa, với việc nên tiếp quân đội Nhật Bản của anh tiến vào đóng quân ở Thượng Hải, tôi đã sắp xếp ổn thỏa. Như vậy vẫn chưa đủ. Tôi muốn tân chủ tịch thương hội anh dẫn theo đại biểu thương hội cùng đến bến tàu nghênh đón. Được, tôi biết rồi. Đại thiếu phu nhân đâu? Cô ấy vẫn luôn trong phòng, không ra ngoài. Đại thiếu gia, chúng tôi đã suy nghĩ, hay là chúng ta đi đi? Tại sao? Đại thiếu gia, lúc chúng ta xuống thuyền, lão gia đã nói làm gì cũng được, không làm hán gian. Tiền cũng có thể kiếm, tiền trái lương tâm không thể kiếm. Các cậu cho rằng tôi đang làm hán gian phải không? Ngày mai các cậu đi đi. A Lương, A Đức, em gái tôi bây giờ đang ở trong xe phía dưới. Đưa nó lên lầu, sắp xếp cho nó một căn phòng. Không được cho nó ra khỏi phòng, nhớ chưa? Rõ. Ba, chúng ta nghĩ cách cứu Đường Quang ra. Hậu Cường thật sự sẽ giết Đường Quang hả? Bây giờ anh ta mất trí rồi. Anh ta đem tay chân đến lãnh sự quán. Chúng ta thuyết phục tay chân không động thủ, bọn họ cũng đã đồng ý. Đường Hậu Cường trốn ở trong tối, đã nổ súng bắn chết Triệu Mai. Ba xem đi, anh ta còn nói ba bị bệnh nguy kịch. Còn nói cái gì quan nghênh quân đội lên bờ, thật vô liêm sỉ. Họ sẽ không có cơ hội ra tay với chúng ta đâu. Nhưng một khi chúng ta xuống thuyền thì sẽ trúng mưu kế của bọn họ. Đại ca, hay chúng ta cứ tạo ra một cái cớ là anh bị bệnh nặng để bọn họ lên thuyền, sau đó chúng ta lại quyết định tiếp.
Ngày mai bến tàu vẫn có kháng nghị. Đúng. Giống vậy chúng tôi định đi cùng nhau. Lão gia. Lão gia. A Hổ. Không phải cậu đi rồi sao? Lão gia, tôi đến đây có chuyện muốn nói với ông. Đại tiểu thư cô ấy, Đường Quang ở đâu? Dừng tay. Cậu nói đi. Đại thiếu gia đưa tiểu thư vào khách sạn Bắc Quốc. Nó không làm gì Đường Quang chứ. Anh ấy trói đại tiểu thư lại rồi. Đại tiểu thư luôn miệng mắng anh ấy. Đại thiếu gia để cho A Lương bọn họ trong chừng cô ấy. Lão gia, chúng tôi vốn dĩ đều là người của đại thiếu gia, nhưng mà tôi cảm thấy anh ấy giúp người Nhật làm việc. Bây giờ ông muốn cứu đại tiểu thư, chúng tôi lập tức đi. A Hổ, cậu đứng lên. Cậu nói tôi nghe, bên trong đó có những ai? Trước cổng có mấy người Nhật canh chừng. Đại thiếu phu nhân cũng ở đó. Tôi biết rồi. Cậu về trước đi. Tối nay tôi sẽ cho Hào Kiệt và Mạnh Thao đi cứu nó. Lão gia, tôi biết rồi. Tôi về trước đây. Lão Tam, tối nay dẫn Hào Kiệt và Mạnh Thao, nhất định phải cứu Đường Quang ra. Sau đó lái xe đến nhà cũ ở trấn Đại Hà. Về Đại Hà. Đúng. Sau khi về đến Đại Hà, kêu Hào Kiệt giúp em lấy món đồ anh cất giữ ở đó ra. Ba, là đồ gì? Châu báu ba cướp được từ trong tay Murata. Nhị thiếu gia, tình hình sao rồi? Căn nhà đều bị Nhật bao vây, lính gác rất nhiều. Nếu không có chuyện gì đừng nổ súng. Nếu không chúng ta rất khó thoát thân. Chúng ta làm sao để vào? Đi theo tôi. Hậu Kiệt, cẩn thận đó. A Hổ, anh làm cái gì vậy? Bây giờ anh không có nhiều thời gian để giải thích. Nghe đây, đưa chị dâu của em và Đường Quang đi. Đến một nơi nào bảo vệ bọn họ thật tốt. Nhớ lấy. Hậu Cường, em không đi, em muốn ở cùng anh. Vũ Linh, nghe kỹ đây. Bất kể xảy ra chuyện gì cũng phải sinh con ra. Nghe lời anh. Đi với em đây anh. Đi ngay bây giờ. Vậy muốn đi chúng ta cùng đi. Đại ca, chúng ta cùng nhau đi. Hậu Kiệt, đưa chị dâu của em và Đường Quang nhanh chóng rời khỏi đây.
Một khi nghe tiếng súng, quân Nhật sẽ lập tức đến. Nếu như bây giờ không đi, ai cũng sẽ không đi được. Rõ chưa? Em không thể để một mình anh ở lại đây. Anh có cách của anh. Đi ngay đi. Hậu Cường, đi. Hậu Cường. Hậu Cường. Hậu Cường. Thì ra là cậu. Biểu hiện của ông chủ đường hôm nay rất đặc sắc. Có thể khom lưng khuỵu gối ở trước mặt trưởng bang Akimizu, thật sự hiếm thấy. Thế nào, đứa con trai bỏ đi kia của ông cùng với đứa con gái kia của ông chạy đi đâu rồi? Hậu Cường, người giao cho anh rồi. Các người đừng ôn chuyện cũ quá lâu. Anh Murata, anh nói cái lão già này làm quản gia cho tôi thì sao hả? Anh xem mà làm. Ra cửa quẹo phải, khoang trong cùng chính là khoang của anh. Thứ anh cần ở trong đó. Ba, đệ đệ của con bọn họ sao rồi? Ở thị trấn Đại Hà, con có thể đi tìm họ. Đợi chúng ta làm xong việc, chúng ta cùng đi tìm. Murata, anh thật sự cho rằng tôi sẽ đầu quân sao? Bây giờ có thể nói cho anh biết, cha của tôi, ông Hoàng Đại Di trước khi chết đã dùng máu của mình giết tên của ông. Akimizu sẽ không tha cho anh. Anh... Rất tốt. Tôi muốn đặt trụ sở chính ở đây. Hậu Cường, đây là toàn bộ tài sản của Đường gia. Hôm nay bà giao nó cho con. Đường gia xin nhờ vào con. Ba, ý ba là gì? Con tàu này không thể giữ được nữa.
Ba không thể để nó cho quân Nhật. Rốt cuộc ba muốn làm gì? Cho nổ nó. Thuốc nổ đã được chôn xong rồi, chính là ở đây. Hậu Cường, từ thời gian châm lửa cho tới khi phát nổ chỉ có nửa tiếng đồng hồ. Bây giờ phải có người ứng phó với Akimizu, bảo đảm có thể giết chết ông ta. Hậu Cường, con hãy đốt hương đi, đem theo đồ lập tức rời khỏi đây. Ba, bây giờ bọn người Nhật tin con. Con đi ứng phó với Akimusa, ba đem đồ đi đi. Hậu Cường, đừng tranh giành nữa. Hậu Cường, oán hận của ba con đối với con trong quá khứ, con đừng để trong lòng. Bây giờ ba chỉ có một tâm nguyện, sau này con sẽ đưa con của con đến bờ biển thăm ba, kêu ba một tiếng ông nội. Ba thấy mãn nguyện rồi. Ba già rồi, mệt rồi. Mẹ con vẫn đang đợi ba. Ba đi tìm mẹ con. Ba, con sẽ không đi một mình để lại ba trên tàu. Muốn đi chúng ta cùng đi. Hậu Cường, đừng tiếp tục cãi lời nữa. Nếu không chúng ta không ai đi được đâu. Hậu Cường, Akimizu đang đợi ba. Một khi ba đi, bọn họ nhất định nghi ngờ. Tất cả mọi sự cố gắng của chúng ta sẽ phí công vô ích. Hậu Cường, nghe lời ba, đốt hương lên. Ba, đốt hương lên. Hậu Cường, chăm sóc tốt cho các em của con. Dạ ba. Ngài tướng quân, con tàu này thế nào? Rất tốt. Con tàu này thật sự rất đẹp. Rất thích. Tôi tin ông Đường cũng rất thích nó. Ông tặng nó cho tôi, chắc cũng thấy rất tiếc. Nhưng mà ông yên tâm, Đại đế quốc Nhật Bản chúng tôi nhất định sẽ không bạc đãi ông. Thích là được rồi. Xem ra con tàu này không khiến tướng quân thất vọng. Ông Đường, đồ ông tặng tôi đâu? Ở đây. Con tàu này
ta sẽ không để cho ngươi. Đại ca, ba, Đường Quan, Hầu Cường, ba đâu? Hầu Cường.